Xin chào quý thính giả đang nghe chuyện hay 198. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ, tác giả Ngao Dạ Cận Bình Quả. Kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều chuyện của kênh nữa nhé. Xin các huynh đệ tỷ muội một đăng ký nhé. Nếu ai có lòng hảo tâm trà thuốc cho AD, thì có quy giờ trên màn hình nhé. Xin cảm ơn đã ủng hộ kênh. Chương 21, Trọng Tài Cứu Mạng. Phá vây thi đấu cùng 64 cường tấn cấp thi đấu ở giữa là không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mà, từ tiểu thụ giết người sự kiện, trải qua một đêm lên men, vẫn như cũ truyền khắp cơ hồ toàn bộ ngoại viện. Đối với tuyệt đại đa số người tới nói, bọn hắn lúc đầu chú ý điểm chỉ có phong vân bảng trước thập đại lão, mà bây giờ, từ tiểu thụ lấy hắc mã chi tư, cường thế xâm nhập bọn hắn ánh mắt. Hôm sau buổi trưa, tấn cấp thi đấu mở màn. Cùng phá vây thi đấu khác biệt là, từ đó cắt ra bắt đầu, xuất vân thai bên trên không còn sắp đặt 18 tòa điểm lôi, mà là một tòa chủ lôi, liên tiếp quyết chiến. Đây là tất cả mọi người cũng vì đó mong đợi. Có trời mới biết, ngày hôm qua vì nhìn những người khác tranh tài mà bỏ qua ngoại viện thủ sát loại này, lịch sử thời khắc, có bao nhiêu người vì đó ảo não. Thính phòng một mảnh đen kịt đầu người, tiếng người huyên náo. Đến rồi, đợi lâu như vậy, rốt cục chờ đến thời khắc này. Hại, ai không phải đâu, ngày hôm qua vì Mạc sư tỷ cùng Hướng sư huynh hai đại tiên thiên, ta vậy mà bỏ qua ngoại viện thủ sát. Ha ha, vậy ngươi liền thật đáng tiếc, tấn cấp thi đấu trước đó, hai vị này có cái gì tốt nhìn, không đều là một chiêu giải quyết đối thủ. Ngươi là không biết, ngày hôm qua từ tiểu thụ một kiếm thu tay lại, văn lão đại phía sau đánh lén, cuối cùng bị ngay ngực một đâm, chàng diện liên tục đảo ngược cái kia mấy màn, đến tột cùng có bao nhiêu đặc sắc. Ta nói cho ngươi, thính phòng đều sợ choáng váng, liền có người băng cái giấm đều bị nghe được. Ô ô, cậu đừng nói nữa, ngươi thấy ta hối hận nước mắt sao? Ngoại trừ cái này chút ăn dưa quần chúng, từ nâng cùng từ đen vậy vẫn tại. Nhưng mọi người trải qua một đêm suy nghĩ, đã đều thu liễm rất nhiều. Nhiều nhất liền là nâng lên từ tiểu thụ lúc, từng cái chừng đến chừng đi, lẫn nhau khó chịu thôi. Tiếu thất tu rơi vào chủ lôi phía trên, vị này tại hư không nhẹ nhàng tốt mấy ngày giống như đại trưởng lão, rốt cục quyết định ngã vào phàm trần, chân đạp thực địa đến chủ trì tranh tài. Tung bay là không còn dám nhẹ nhàng, hắn sợ gặp lại nhiều mấy cái thăng thiên linh hồn, tiểu tâm can nhịn không được. Hắn động tác rất quen địa từ trong ngực móc ra một trang giấy, thính phòng lập tức an tĩnh, rửa tai lắng nghe. Tin tưởng mọi người đều nghe nói hôm qua tử vong sự kiện, Tiếu thất tu một lời, để tất cả mọi người con mắt đều sáng lên. Việc này không đề cập tới liền đi qua, lúc này bị nhắc lên, chẳng phải là đại biểu cho có nhiều bí ẩn. Cho nên, linh pháp các phán quyết đi ra, từ tiểu thụ đem bị cấm thi đấu. Tiếu thất tu ngắm nhìn bốn phía, lần thứ nhất không có dựa theo trên giấy nội dung đến niệm. Hắn thần sắc hết sức nghiêm túc, ở chỗ này, ta chỉ muốn nhắc nhở các vị. Khả năng thiên tăng linh cung sách cung cấp mọi người một cái an nhàn tu luyện hoàn cảnh, nhưng ta tuyệt không hy vọng chư vị bị ma diệt tâm trí. Các ngươi cuối cùng sẽ có tốt nghiệp ra ngoài một ngày, mà một khi ra linh cung, tại thánh thần đại lục, sinh tử ắt không thể thiếu. Mỗi một lần tranh tài, liền là một đạo thế giới bên ngoài khảm, cần muốn các ngươi đem hết toàn lực. Nhưng ta đồng dạng hy vọng các ngươi có thể nắm chắc tốt một cái độ, cái này độ, là sinh tử. Là đạo đức, cũng là trong lòng các ngươi cái kia đạo danh giới cuối cùng. Vượt qua cái này danh giới cuối cùng, ngươi liền sẽ phạm cấm, cuối cùng đem tự thực ác quả. Không quản ngươi gọi từ tiểu thụ, vẫn là văn trùng. Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Bọn hắn đều đang đợi một kết quả, là từ tiểu thụ sẽ bị cấm thi đấu. Còn tiếp tục vô tội dự thi, tất cả mọi người nhìn không thấu. Đối với loại người này tới nói, so sánh thi đấu kết quả phán đoán, xa xa quá đáng nói đối với sinh mạng kính sợ. Mà hết lần này tới lần khác, Tiếu thất tu đối hôm qua sự tình không bình luận, ngược lại thông qua chuyện này, cho đám người lên bài học. Văn trùng cái chết, không phải là hắn vượt qua ranh giới cuối cùng, gieo gió gặt bão bố trí. Từ tiểu thụ phải chăng vậy vượt qua ranh giới cuối cùng, cố ý hung ác hạ độc thủ, đồng dạng cũng là một vấn đề. Nhưng một việc, nhất định chỉ có thể có một kết quả. Tiếu thất tu nói như vậy, từ tiểu thụ là thiện cuối cùng hậu quả xấu, hiển nhiên chỉ có giao cho thời gian đi phán quyết. Giữa sân, giống như đại trưởng lão nhìn thấy đám người bộ dáng như vậy, cảm thấy rất an ủi. Đối với giết người như ngoài hắn tới nói, chết một cái người không có gì lớn, thậm chí đều không cần như thế đại phí khổ tâm, sóng tốn nước bọt. Nhưng những người tuổi trẻ này không giống nhau dạng, nếu như mình một lời có thể tỉnh táo mấy cái, dù là chỉ có mấy cái, vậy đầy đủ rồi. Xính nhất thời chi dũng, giấu nhất thời chi hung ác, đều không có ý nghĩa gì, chỉ hội vì bọn hắn tương lai chôn xuống mầm tai vạ thôi. Tiếu thất tu trong lòng cảm khái, đổi lại trước đó, hắn sẽ không như thế nhiều lời, nhưng bây giờ không đồng dạng. Nói cho cùng, hắn đã không còn là vạn người huyết đổ tiếu thất tu, mà là thiên tăng linh cung làm gương sáng cho người khác đại trưởng lão. Rất tốt,
Tiếu Thất Tu lắc một cái trang giấy, thì thầm, đã như vậy, chúng ta tiến vào chính đề. 64 cường quyết chiến chính thức kéo ra, từ rút thăm màn sáng quyết định, mỗi tổ 2 người, lúc đối chiến ở giữa không vượt qua 2 phút đồng hồ. Hôm nay tận lực đánh, có thể ra bao nhiêu cường thì bấy nhiêu mạnh, ta có thời gian. Thính phòng vốn đang đắm chìm trong giữ im lặng bầu không khí bên trong, Tiếu Thất Tu một lời nhất thời làm người ôm bụng cười, bầu không khí vậy dần dần hoạt lạc. Giống như đại trưởng lão rất hài lòng hiệu quả, lúc này vung tay lên, dự định đem không khí trực tiếp dẫn bạo. Hiện tại, tranh tài mở, chờ một chút. Một đạo vội vàng thanh âm đánh gãy hắn. Tất cả mọi người đều kinh trụ, nhìn về phía phát biểu người, liền tổng tài phán nói chuyện cũng dám đánh gãy, người này sợ không phải tìm chết. Từ tiểu thụ, gia hỏa này, có bị bệnh không? Ta thiên, Tiếu trưởng lão không có truy cứu trách nhiệm đã rất khá, hắn còn muốn giày vò. Đến rồi, từ tiểu thụ tới. Từ tiểu tổ thi đấu một mực nhìn qua ta, không sợ nói cho các ngươi biết, để yên liền không gọi từ tiểu thụ. Trên ghế trọng tài, 18 vị người áo đen thần sắc trang nghiêm ngồi ngay thẳng, từ tiểu thụ vừa đến, xếp hạng tại người thứ 12 trọng tài lập tức thân thể nghiêng một cái. Tới, liền con hàng này, ta vừa cùng các ngươi nói cái kia từ tiểu thụ, nhìn kỹ a, tiểu tử này tuyệt đối phải kiếm chuyện. Ta bị gia hỏa này giày vò điên rồi đã, tới, ta cược một khối linh tinh, cho dù là Tiếu lão đại, hắn vậy nhịn không được. Một bên mấy cái người áo đen nhao nhao cười lên, mắt có kinh ngạc. Thật có ngươi nói như vậy tả môn. Không phải liền là tiên thiên nhục thân cộng thêm hậu thiên kiếm ý à, thiên tài ta gặp qua không ít. Là đâu, hắn lại thế nào thiên tài, có thể thiên tài đến qua nội viện Tô Thiển Thiển. Người thứ 12 trọng tài chuyển lấy cái ghế, thân thể nghiêng về phía trước, nhìn xem từ tiểu thụ một đường chạy chậm đến Tiếu Thất Tu trước mặt, có chút lắc đầu. Không, đây đều là tiếp theo, gia hỏa này đáng sợ nhất, là hắn ngoài ý muốn tính. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, người vĩnh viễn, cũng không biết hắn một giây sau có thể làm được cái gì người oán trách sự tình, đến. Giữa sân, muôn người chú ý, Tiếu Thất Tu sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn nhìn qua thản ngực lộ sữa, đầy dẫy lo lắng thiếu niên chạy đến trước mặt hắn, lại không thể làm gì. Tuyển thủ như có cực tình huống đặc biệt, có thể hướng tổng tài phán xin tạm dừng tranh tài. Cái này tại phong vân tranh bá, quy tắc cho phép phạm vi bên trong, mặc dù chưa hề bị vô dụng qua. Làm sao vậy, ngươi nếu là không có điểm tình huống đặc biệt, có tin ta hay không làm ngươi? Tiếu Thất Tu lúc đầu một hơi nâng lên, từ tiểu thụ cái này hoành thò một chân vào, thực sự để cho người nghẹn đến hoảng. Cứu mạng a, trọng tài đại nhân. Trước mặt thiếu niên một mặt kinh hoàng, hắn đầy mặt đỏ thẫm, chờ tới gần Tiếu Thất Tu, mới cảm nhận được trên người hắn vậy mà tản ra sáng rực nhiệt khí. Từ tiểu thụ là thật hoảng. Lão già đáng chết kia không biết cho hắn ăn cái gì đồ vật, cái viên kia đỏ thẫm hạt giống vừa vào bụng. Hắn cảm giác thân thể càng ngày càng nóng rực, một loại cực kỳ đáng sợ cháy bỏng khí tức tràn ra, không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. Lúc đầu hắn còn tại Nga Hồ ngồi xuống luyện hóa trong chốc lát, ý đồ đem thứ này tan đi bài xuất. Kết quả càng luyện càng thảm, thứ này vậy mà tan chảy. Cái kia cỗ cháy bỏng khí tức xông vào thân thể của hắn mỗi một tế bào, không ngừng thiêu đốt lấy. Từ tiểu thụ cảm giác mình muốn nổ tung. Hắn mặc dù là tiên thiên nhục thân, nhưng nhịn không được như thế đốt a, trong cơ thể kinh mạch đã chặt đứt mấy đầu. Tiếp tục như vậy nữa sẽ chết người. Hắn muốn đi linh dược cát, nhưng phong vân tranh bá vừa mở, bên trong tốt nhất nhân viên y tế cùng dược, sư cơ bản đều đến hiện trường bổ hậu cần. Cho nên chỉ có thể đến hiện trường cho người mượn. Nhưng là cái này chút hậu cần tiếp tế, làm sao có thể tùy tiện mượn đến, với lại từ lão đầu này không biết có quan hệ hay không, không thể tùy tiện bại lộ hắn tồn tại. Cho nên từ tiểu thụ chỉ có thể phóng đại chiêu. Tiếu Thất Tu lạnh lùng nhìn xem cái này thiếu niên. Muốn biết trong miệng hắn có thể phun ra cái gì chim đến. Từ tiểu thụ một thanh giật xuống áo, lộ ra bên trong đốt thịt đỏ, khàn giọng kêu khóc, trọng tài cứu mạng. Ta cắn thuốc, thỉnh cầu cấm thi đấu. Ta muốn nhân viên y tế xem xét thân thể ta, lập tức. Chương 22, thỉnh cầu trợ giúp. Toàn trường người xem tất cả đều được vòng, đầu năm nay, liền cấm thi đấu đều cho mời cầu cấm mình. Tiếu Thất Tu sắc mặt đen lại, hắn tưởng rằng bao lớn sự tình. Cắn thuốc. Hiện tại ai tranh tài không nói trước ăn mấy viên thuốc bồi bổ, thậm chí đều không quy định ở trong trận đấu không thể dùng đan dược khôi phục linh lực. Hồ nháo, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta xuống dưới. Tiếu Thất Tu tức giận đến dựng râu trừng mắt, còn kém rút kiếm húc đầu chém đi xuống. Từ tiểu thụ mặt một đắng, ta nếu không phải thật gặm nhiều thuốc, ta cũng không trở thành đến tìm ngài a, ta thật cần trợ giúp. Ánh mắt của hắn nhìn hướng phía sau, nơi đó ngồi một đám áo trắng thiên sứ. Tiếu Thất Tu nhíu nhíu mày. Cái này thiếu niên vội vàng không giống làm bộ, với lại cái này đốt hồng thân thể. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhưng là biết từ tiểu thụ là tiên thiên nhục thân, cái gì đồ vật có thể đối nó có như thế đại tác dụng phụ. Người qua đây,
Tiếu Thất Tu một tay ấn lên hắn lồng ngực, kinh khủng nóng rực năng lượng trong nháy mắt xâm nhập tới. Xùy, một cỗ thịt tươi bị đốt cháy khét mùi truyền đến, Tiếu Thất Tu vội vàng buông tay, hắn cũng không phải tiên thiên nhục thân. Thính phòng chấn kinh, cái này từ tiểu thụ gặm thuốc gì, vậy mà thương tổn tới Tiếu trưởng lão. Cái này điên rồi đi, hắn thật cắn thuốc, còn dám tới tự chui đầu vào lưới. Đoán chừng đúng như hắn nói, gặm nhiều vô kế khả thi đi, ha ha, đơn giản chết cười ta. Tiếu Thất Tu vậy chấn kinh, hắn vội vàng dùng linh nguyên bao trùm bàn tay, đem cái này cháy bỏng khí tức loại bỏ, nhưng mà lòng bàn tay một mảnh thối nát. Bởi vì không thèm để ý, hắn không có trước tiên dùng linh nguyên hộ thể, lần này xem như nếm đến hậu quả xấu. Tẫn chiếu hỏa trùng, hắn tự lẩm bẩm, tàng lão điên rồi, thứ này không phải đốt phế qua một cái tiên thiên nhục thân sao? Từ tiểu thụ nghe vậy kém chút đi tiểu, hoảng sợ nhìn qua hắn, trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi. Tiếu Thất Tu xấu hổ sờ lấy tay, ý thức được mình nói thầm bị gia hỏa này nghe qua, hắn vội vàng nói bổ sung, thứ này rất tốt, là ngươi cơ duyên, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Từ tiểu thụ đơn giản sắp điên, không có gì đáng ngại, ai mới vừa nói đốt phế qua một cái tiên thiên nhục thân. Ta đều nghe được, hắn mở miệng yếu ớt, ngươi nghe lầm. Ha ha, ai? Tiếu Thất Tu thở dài, vỗ vỗ bả vai hắn, ngươi đi, ủng hộ, chịu đựng được. Được sự cổ vũ, bị động giá trị, 1. Từ tiểu thụ, đây không phải ta muốn đáp án A, ta muốn nhân viên y tế, ta không muốn bị đốt phế A. Tiếu Thất Tu không còn quản hắn, gọi hắn trở về một bên ngồi xổm, tuyên bố tranh tài bắt đầu, phối hợp kéo lên ký đến. Người xem từng cái sắc mặt đặc sắc lên, cái này tình huống như thế nào? Từ tiểu thụ tự xưng cắn thuốc yêu cầu cấm thi đấu, trọng tài mặc sắc hắn, liền cái nhân viên y tế cũng không chịu cho. Ha ha ha, cười chết ta rồi, cố sự này nói cho chúng ta biết, tự gây nghiệt thì không thể sống. Từ tiểu thụ thật thê thảm, cắn thuốc đập đến phân thượng này, tuyệt. Cầu cho hắn một cái nhân viên y tế a, hắn đều nhanh thành thịt kho tàu. Ha ha, ta nhịn không nổi. Khoan hãy nói, từ tiểu thụ cái này cởi trần, đơn giản càng ngày càng hồng, càng ngày càng đáng sợ. Trên người hắn bốc lên lấy hơi nóng, buồn bực về tới mình đợi lên sân khấu khu. Làm sao có thể tàn nhẫn như vậy, liền cái nhân viên y tế cũng không cho. Từ tiểu thụ âm thầm cân nhắc lấy, cái này một đợt đại náo, kỳ thật cũng không phải là không thu hoạch được gì. Tối thiểu nhất, hắn đạt được mấy cái mấu chốt tin tức. Tẫn chiếu hỏa chủng, đốt phế qua một cái tiên thiên nhục thân. Còn có tang lão, cái tên này có vẻ giống như ở nơi nào nghe qua bộ dáng. Căn cứ Tiếu Thất Tu trong lúc lơ đãng để lộ ra đến tin tức phán đoán, hắn hẳn là nhận biết mình ăn cái này tẫn chiếu hỏa chủng, đồng thời có khả năng cùng cái kia đáng chết lão đầu có quan hệ. Đây cũng là từ tiểu thụ vì sao a không có tiếp tục dây dưa tiếp nguyên nhân. Hùn vốn gây án a. Từ tiểu thụ khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tiếp tục đem cái này chút cháy bỏng khí tức từng bước một luyện hóa hàng ra ngoài thân thể. Trước mắt hắn cũng chỉ có thể làm đến trình độ này, chỉ bất quá, cái này chút kinh khủng cháy bỏng khí tức, theo luyện hóa, lại cũng một chút xíu rót vào hắn khí hải. Nên sẽ không cuối cùng thanh ta khí hải đốt đi à. Từ tiểu thụ cái kia ủy khuất a, không minh bạch liền bị lão già đáng chết kia làm một thanh. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Tiếu Thất Tu ban đầu nói cơ duyên, có lẽ lão già đáng chết kia muốn để cho mình thử một chút, thành công luyện hóa cái này cái gọi là tẫn chiếu hỏa trùng. Việc đã đến nước này, hắn vậy không còn đi xoắn suýt cái đồ chơi này đã từng đốt phế qua một cái tiên thiên nhục thân, không ai hỗ trợ, cái kia liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Trên lôi đài màn sáng lưu chuyển, danh dự định ra, lập tức có hai cái người đi tới. Người xem đang gieo hò, hiện trường đang sôi trào, nhưng khoái hoạt là thuộc về bọn hắn. Từ tiểu thụ cắm đầu khổ luyện, thỉnh thoảng còn xuất ra xích kim đan ngửi một cái, dùng trong khoái cảm cùng trong cơ thể thống khổ, thuận tiện chữa trị một cái thụ thương thân thể. Nhận công kích, bị động giá trị, 1. Nhận công kích, bị động giá trị, 1. Trong đầu tin tức một giây một đạo, từ tiểu thụ thời khắc đều tại bị thiêu đốt lấy, đổi lại bình thường hắn khả năng thập phần vui vẻ, nhưng bây giờ, ha ha, đốt phế qua một cái tiên thiên nhục thân. Câu nói này tựa như là mộng yểm, thỉnh thoảng tại trong đầu hắn cực nhanh mà qua. Hô, ta còn muốn tham gia trận đấu a, cái này nhưng làm sao làm? Cho dù kiệt lực duy trì, hắn trạng thái cũng là cực kém, trong cơ thể kinh mạch từng đầu bị đốt đoạn, lại bị hắn lần lượt dùng xích kim đan tu bổ. Loại này thống khổ, có thể nghĩ, ngô, có lẽ, có thể thông qua chiến đấu đem cái này cháy bỏng chi khí phát tiết đi ra. Cũng không biết qua bao lâu, khoanh chân tu luyện từ tiểu thụ bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên, hắn mãnh liệt đứng lên đến. Ý nghĩ này, nói không chừng có thể đi. Nhìn ra xa lôi đài, nơi đó đã đổi thật nhiều đối hai người tổ hợp, liền là còn không có rút đến mình. Trước mắt trên đài chú mục là một cái nam tử áo trắng, thần sắc có phần lạnh, chấp một thanh băng sông kiếm, một kiếm chém ra,
đem đối thủ rét lạnh trở thành băng điêu, thành công cầm xuống tranh tài. Triều Thanh Đằng, thắng. Từ Tiểu Thụ thấy ánh mắt sáng lên, băng. Hắn giờ phút này suy nghĩ nhiều, gia hỏa này đối với mình chém lên một kiếm a, cái kia đoán chừng có thể dễ chịu đến bạo tạc. Nhưng là, Triều Thanh Đằng, tiên thiên cao thủ. Cái này liền có chút làm người ta hoảng hốt luống cuống. Màn sáng lần nữa lưu chuyển, hai cái đại thần danh tự xuất hiện. Từ Tiểu Thụ, Trương Phất. Vừa mới nói xong, chàng diện một lần gieo hò xôi trào. Loại tình huống này, trước mắt chỉ xuất hiện qua một lần. Đó chính là tiên thiên cao thủ Triều Thanh Đằng ra sân thời điểm. Đến rồi, Từ Tiểu Thụ. Mở to hai mắt a, Từ Đống Cát muốn xuất hiện. Ân, vì sao a gọi Từ Đống Cát? Ngươi không biết, ta cùng ngươi giảng a, cái này Từ Tiểu Thụ. Đợi lên sân khấu trong vùng, Từ Tiểu Thụ không nói hai lời bay lên lôi đài, lần nữa chạy tới Tiếu Thất Tu trước mặt, khẩn cầu, ta đánh thắng cái này người, ngươi cho ta trị liệu một cái. Tiếu Thất Tu mặt đều đen, cái này mẹ nó cái gì tuyển thủ, đây là trọng tài, ngươi cho ta ai đây, chạy tới nói chuyện với ta như vậy. Hậu phương ghế trọng tài lập tức có người vui vẻ, nhìn con hàng này, Tiếu lão đại mới bao lâu a, đã bắt đầu phiền hắn. Cái khác cũng là vui cười, hết sức tò mò quan sát lấy Từ Tiểu Thụ. Trở về đứng vững. Tiếu Thất Tu nổi giận nói, Từ Tiểu Thụ chỉ mình cái cổ, khói ứa ra. Hắn ánh mắt cũng không tốt, nhưng đây là trọng tài a, hắn có thể làm sao? Ngươi xem một chút, cái này đều đốt đỏ lên, ta cũng là tuyển thủ, ta có quyền lợi yêu cầu được trị liệu. Ha ha, ngươi đây là tranh tài trước làm, không liên quan chuyện ta. Tiếu Thất Tu ngược lại là cũng muốn trị cho hắn, nhưng thứ này đừng nói hắn, lại kiểu như châu bò nhân viên y tế tới vậy làm không được, chỉ có thể để Từ Tiểu Thụ ngạnh kháng. Từ Tiểu Thụ nghe vậy lại là ánh mắt sáng lên, đúng a, tranh tài trước làm chuyện không liên quan ngươi, nhưng là tranh tài trong lúc đó thụ thương, ta liền có thể được trị liệu. Ân, đúng. Hắn thật mạnh gật gật đầu, rất lớn tiếng nói một mình lấy, với lại dựa theo quy tắc, còn nhất định phải cho ta hồi phục đến trạng thái mạnh nhất. Tiếu Thất Tu toàn bộ người cũng không tốt, ngươi cút ngay cho ta. Trương Phất ở đâu? Lên mau. Chương 23, một quyền, một trưởng. Trên lôi đài Từ Tiểu Thụ đơn giản khí thế bức người. Chỉ gặp thần sắc hắn tùy tiện, hở ngực lộ sữa, toàn thân huyết hồng, nhiệt khí bốc lên, hiển nhiên một cái chiến thần hình tượng. Trương Phất ở đâu, đi lên đánh với ta một trận. Từ Tiểu Thụ hô to, một mặt là muốn chọc giận Trương Phất, để hắn công kích mình, một phương diện khác, thì là hy vọng Tiếu Thất Tu nhìn thấy sắp phát sinh thảm thiết hình tượng, hội xuất thủ cứu mình. Đương nhiên, chủ yếu nhất là muốn cho rơi đài trong cơ thể mình viên kia tẫn chiếu hỏa chủng, mới là mấu chốt. Đợi lên sân khấu khu, Trương Phất cùng bạn hắn một mặt lo lắng. Ta nhìn, ngươi muốn không nhận thua được rồi, hắn là Từ Tiểu Thụ, hiện tại là hai đại trước ngày sau đó, thanh danh hiển hách nhất hắc mã, không mất mặt. Trương Phất một mặt do dự, thế nhưng là, ngươi nhìn hắn bộ dáng, gia hỏa này thật cắn thuốc a, hắn giết Văn Trùng thời điểm ngươi không thấy được. Xa còn lâu mới có được lúc này tùy tiện a, ngươi đây nếu là đi lên, nhẹ một chút nói ngũ mã phanh thây, trọng điểm liền chém thành muôn mảnh. Trương Phất dùng mình một cái, cảm giác bằng hữu nói xong có đạo lý. Nhưng là, hắn giơ tay lên quan sát trên đó dấu răng, cao mày nói, nhưng ta hôm qua mới đen xong hắn, hôm nay vừa gặp phải liền nhận thua, chẳng phải là có chút mất mặt. Mất mặt có bỏ mệnh sự tình đại. Trương Phất ngẫm lại, vẫn lắc đầu một cái nói, hắn không nhất định phá được ta phòng ngự. Hắn hất ra bằng hữu ý đồ kéo hắn tay, bay người lên trên lôi đài. Ai, hồ đồ a? Phía sau là thê lương thở dài. Ngươi chính là Trương Phất. Từ Tiểu Thụ nhìn xem cái này to lớn nam tử, nắm đấm có đống cát lớn nhỏ. Rất tốt, cái này đánh lên người đến, tuyệt đối vô cùng thê thảm. Muốn liền là loại hiệu quả này. Hắn đắc ý liếc một cái Tiếu Thất Tu, đến lúc đó tại người xem chất vấn phía dưới, cái này trọng tài cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Chỉ cần hắn một cứu mình, trong cơ thể cái kia thứ đồ nát có thể làm như không thấy. Trương Phất một cái chắp tay, gặp qua Từ sư huynh, ta tu có một môn. Đại kim đồng thể, nhục thân phòng ngự tuyệt hảo, hy vọng sư huynh vui lòng chỉ giáo. Đại kim đồng thể. Từ Tiểu Thụ bước chân một cái lảo đảo, cái này mẹ nó không phải loại hình phòng ngự linh kỹ. Ngươi là một cái muốn đánh ta người a, tại sao có thể tu luyện loại vật này, trắng thua lỗ ngươi tốt đẹp dáng người. Tiếu Thất Tu lập tức cười, hắn còn có thể không biết Từ Tiểu Thụ đáy lòng đầu có ý đồ gì. Lập tức vung tay lên, tranh tài bắt đầu. Từ Tiểu Thụ cảm thấy vẫn chưa được, cái này tuyệt đối phải bức đối phương xuất thủ. Nếu không mình kế hoạch thứ nhất liền phải hủy bỏ a. Hắn khiêu khích đối Trương Phất ngoắc ngoắc tay, có chút đứng trung bình tấn, ra hiệu địch không động, ta không động. Trương Phất nhẹ nhàng một cười, khẽ quát một tiếng, đồng dạng một cái trung bình tấn đâm xuống, quanh thân linh lực phun trào, làn da hóa thành kim màu đồng. Chàng diện, một lần lâm vào giằng co, thính phòng cười điên rồi. Ha ha ha, hai cái này người ta phục,
cái này mẹ nó tại tranh giải đâu, làm cái quái gì? Trương Phất Đại Kim đồng thuật chỉ có một thức sau cùng có phản kích đi, cái này từ tiểu thụ làm gì a, hắn không phải có chuyển vận sao? Lên a, bên trên, ngươi sợ là không biết cái gì gọi là từ đống cát, ta từ tiểu thụ cho tới bây giờ chỉ có bị đánh phần, một ngày không bị đánh, toàn thân đều ngứa. Ha ha, ta không được, ta có thể nhìn bọn hắn đứng trung bình tấn quấn tới trời tối. Tiếu Thất Tu mặt đều đen, hắn một năm trôi qua mặt đen số lần đều không có hôm nay nhiều. Cái này từng cái, làm cái gì? Tranh tài đâu? Mời tuyển thủ chú ý, tranh tài thời gian chỉ có 2 phút đồng hồ. Từ tiểu thụ nhíu nhíu mày, cái này Trương Phát định lực không tệ à, xem ra là không có ý định xuất thủ. Vậy mình bộ thứ nhất kế hoạch thật vô tật mà chấm dứt. Chẳng lẽ lại, thật muốn dựa vào đánh chuyển vận đến phát tiết trong cơ thể cháy bỏng chi khí. Hắn ngược lại là có thể đánh, nhưng sợ ra hỏa này nhịn không được à. Từ tiểu thụ quay đầu nhìn về phía Tiếu Thất Tu, thật không cứu ta. Ha ha. Tiếu Thất Tu về chi lấy ha ha. Ngươi có tin hay không ta xuất thủ, hắn sẽ chết. Từ tiểu thụ một chỉ Trương Phất. Trương Phất mặt đều tái rồi, hắn cảm giác đi đứng tê dần, cưỡng ép nhịn xuống mình muốn nhảy xuống lôi đài xúc động. Các ngươi vợ chồng trẻ có ân oán mình làm đi à, nhắc lên ta tính cái gì anh hùng hảo hán. Tiếu Thất Tu mắt sắc lạnh lẽo, tiểu tử này, dám uy hiếp ta. Ngươi cho dù động thủ, Trương Phất có thể chết, coi như ta thua. Trương Phất cảm giác chân đều đang run rẩy. Mẹ trứng, lão tử không phải vật đánh cược, ta là một cái sống sờ sờ người. Hậu trường ghế trọng tài tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tiếu lão đại nổi giận. Ta đi, cái này từ tiểu thụ có thể à, vậy mà có thể cho tiếu lão đại nói chuyện như vậy, ta phục. Hắc hắc, ta liền nói cái này từ tiểu thụ có thể chứ, bất quá, ta hiện tại ngược lại là thật lo lắng đối diện tiểu tử này. Chính cảnh, hẳn là gánh vác được à. Trên lôi đài, từ tiểu thụ nghe được Tiếu Thất Tu lời nói có chút khiêu mi. Trong mắt của hắn thậm chí không có Trương Phất cái này người, trực tiếp nhìn về phía Tiếu Thất Tu. Ngươi xác định, hắn thôi động trong cơ thể tấn chiếu hỏa chủng, khí tức, mãnh liệt một quyền đánh phía mặt đất. Phanh! Lôi đài toát ra một cái hố to, cháy bỏng chi khí trong nháy mắt nổ tung, đem phương viên mấy trượng chi địa thiêu đến đen kịt. Ta thật cắn thuốc, không ai có thể gánh vác được. Từ tiểu thụ cung thủ hiển lộ mình cơ bắp. Liền cái này, Tiếu Thất Tu tỏ vẻ khinh thường. Trương Phất mệt mỏi. Hắn thấy được từ tiểu thụ hời hợt, cũng nhìn thấy Tiếu Thất Tu khinh thường, nhưng hắn càng thấy được mình thật lạnh tương lai a. Cứu mạng, ta còn muốn hay không liều chết. Từ tiểu thụ một quyền này, đem hắn dọa đến gần chết, càng làm cho thính phòng đám người mí mắt trực nhảy. Ta nhỏ má ơi, cái này lực phá hoại, quá thảm rồi a Trương Phất, dù sao cũng là phá vây thi đấu thủ lôi 3 thắng liên tiếp xuống tới, đối mặt từ tiểu thụ vậy mà một điểm tồn tại cảm đều không có. Van cầu các ngươi nhìn một chút Trương Phất lại nói tiếp đi, hắn chân run lên. Trương Phất xác thực chân run một cái, không chỉ có chân run, thanh âm hắn đều run lên, từ sư huynh, hạ thủ lưu tình, ta mới vừa nói vui lòng chỉ giáo ngươi đừng coi là thật, ý tứ mấy lần liền có thể. Hắn ăn nói khép nép nói, cho chút thể diện, thính phòng trực tiếp cười phun ra, từ tiểu thụ gặp Tiếu Thất Tu không nói, mãnh liệt xông tới, hưởng thụ ngươi sinh mệnh thời khắc cuối cùng a. Tiếu Thất Tu ánh mắt gắt gao tiếp cận hắn, mặc dù cảm giác tiểu tử này tại nói giỡn, nhưng vạn nhất chính hắn tưởng thật đâu. Bành! Từ tiểu thụ một quyền đánh vào Trương Phất lồng ngực, bành trướng cháy bỏng chi khí hận ra, hắn cảm thấy một trận phát tiết khoái cảm. Suy Trương Phất đầu tóc đều quyển lên, liền y phục đều có chút cháy đen, nhưng là vậy mà không nhúc nhích tí nào. Từ tiểu thụ kinh ngạc, vậy mà đón lấy mình 5 phân lực khí một quyền. Có thể, đã phát tiết xác thực có tác dụng, đối phương phòng ngự mạnh như thế, vậy cũng không cần cứu mình, cứu Trương Phất a. Hô, hắn thở sâu, dồn khí đan điền, lần thứ nhất tại công kích lúc điều dụng linh lực. Tay trái chỗ ngưng tụ mắt trần có thể thấy kinh khủng cháy bỏng chi lực, giống thiêu đốt lên vô hình chi hỏa, trên đó không gian có chút vặn vẹo. Trương Phất con ngươi co rụt lại. Chống đỡ, nhất định phải chống đỡ. Tiếp xong một trường này, liền nhận thua, tuyệt không mất mặt. Từ tiểu thụ nhàn nhạt mở miệng, một quyền, một trường. Trương Phất luống cuống, lập tức đổi giọng, ta nhận, oanh. Lưu quang hiện lên, từ tiểu thụ một quyền đánh vào bộ ngực hắn, hư không một tiếng bạo phá, mắt trần có thể thấy sóng nhiệt nổ tung. Trên lôi đài tảng đá trong nháy mắt băng lật, cháy đen vô cùng. Một trường này bổ xuống, bành trướng linh lực như cự nhân đập mũi, lập tức đem Trương Phất quất bay. Gia hỏa này, thậm chí ngay cả lời đều chưa nói xong, trực tiếp bị chấn choáng bay ra lôi đài, rơi xuống trên mặt đất sau mạnh mẽ lôi ra một đạo khe rãnh. Phốc phốc, ngay tại thân hình hắn đình chỉ trong nháy mắt, hỏa hoa bắn ra bốn phía, Trương Phất toàn bộ người thiêu đốt bắt đầu. Cứu người! Tiếu Thất Tu giống to. Áo trắng thiên sứ thậm chí đều không cần hắn gọi, tại Trương Phất bay đi một cái chớp mắt liền lên đường, tắt máy, chữa thương, mỗi người quản lý chức vụ của mình thoải mái.
Từ tiểu thụ xuất ra một viên xích kim đan ngửi một cái, thoải mái rên rỉ lên tiếng. Một chưởng này bổ xuống, đem trong cơ thể cháy bỏng chi lực đập đi gần một nửa, mặc dù vẫn là thống khổ, nhưng thắng ở xuất khí a. Ngắm nhìn làm nhìn mình lom lom giống như đại trọng tài, hắn đầy mắt vô tội nói, ta đã lưu thủ, không phải hắn đã chết. Tiếu thất tu, người xem. Chương 24, ba đạo bí quyết. Toàn trường một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Thật sự một quyền một trường a. Làm sao cảm giác cái này Trương Phất thật đáng thương, lại có chút tốt cười. Rõ ràng đánh sống đánh chết đánh vào 64 mạnh, kết quả. Tốt cười về tốt cười, cái này từ tiểu thụ, có chút quá mạnh đi. Thực lực này so với đứng đầu bảng bảng 2 cũng không kém bao nhiêu a. Ngươi đến bây giờ còn nhìn không ra, gia hỏa này khả năng thật sự là tiên thiên nhục thân. Tiên thiên nhục thân? Không biết, mấy ngày trước đã có người phân tích qua, nói có 70% khả năng, hôm nay một quyền này một trường xuống dưới, đoán chừng phải có 90%. Một câu nói kia làm cho không ít người trầm mặc xuống, tiên thiên nhục thân a, đây chính là công nhận cực khó tu luyện, thậm chí nỗ lực có khả năng đều không cung cấp tại hồi báo, vậy mà thực sự có người tu thành. Có lẽ là từ tiểu thụ cắn thuốc nguyên nhân. Ngươi nhìn cái kia nóng rực khí lãng, rõ ràng cũng không phải là hắn lúc đầu năng lực. Đúng đúng, ta vậy cho rằng như vậy, loại người này hẳn là cấm thi đấu a, hắn đều tự mình xin phép cấm so tài, trọng tài làm sao vậy không quản quản. Có lòng người sinh ghen ghét, cái này một mảnh kháng nghị thanh âm, tự nhiên vậy truyền đến Tiếu Thất Tu trong tai. Hắn đối với cái này tỏ vẻ khinh thường, thậm chí lười nhắc ra giải thích rõ. Mỗi cái người đều có mình cơ duyên, có ai quy định qua, ngươi tại tranh tài trước đó liền nhất định không thể tu luyện một loại nào đó siêu cường công pháp. Nói như vậy, còn không cho phép lúc trước tu luyện, thi đấu bên trong đột phá, sau trận đấu tổng kết tiến bộ. Từ tiểu thụ đã là như thế, tang lão cho tẫn chiếu hòa chủng, thậm chí cũng không thể xem như cơ duyên. Một cái làm không tốt, liền là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Có bản lĩnh ngươi vậy tu một cái tiên thiên nhục thân, nói không chừng vậy có người bắt ngươi làm nhân thể thí nghiệm. Từ tiểu thụ phối hợp đi trở về đợi lên sân khấu khu, tiếp tục tranh tài tiến hành. 64 tiến 32, còn có thật nhiều trận không có đánh, hắn có là thời gian nghỉ ngơi. Một bên hút lấy xích kim đan, một bên thời khắc chú ý tin tức cột, hắn không khỏi toàn bộ người đều vui cười. Nhận kính nể, bị động giá trị, 142. Nhận ghen ghét, bị động giá trị, 874. Nhận trào phúng, bị động giá trị, 113. Nhận công kích, bị động giá trị, 1. Cái này từng đầu xuống tới, soát không phải là bị động giá trị, mà là lòng người a. Ngươi nghe một chút, trên sân bao nhiêu người đang nói cẩn thận lời nói, ngươi nhìn nhìn lại, vụng trộm bao nhiêu người đố kỵ lấy ta, chật chật. Từ tiểu thụ thuận mắt ngắm phía dưới. Bị động giá trị, 42.888. Bịch, hắn đụng đầu vào trên lan can, trên khán đài truyền đến tiếng giễu cợt, số này giá trị lần nữa bão tố đến 43.003. Làm sao sẽ nhiều như thế? Từ tiểu thụ mộng, hắn nhớ kỹ ngày hôm qua phá vây thi đấu 3 trận đánh xong. Cũng mới 10.000 ra mặt, làm sao một cái buổi sáng đi qua, tiêu thăng nhiều như vậy. Hắn minh từ khổ tưởng, cũng không thể nhớ lại mình rốt cuộc làm cái gì người người oán trách sự tình. Giết Văn Trùng, không có khả năng, khi đó mình còn tại trong kết giới, bị động giá trị đầu to khẳng định chưa lấy được, coi như nhận được, đoán chừng cũng liền hơn mấy trăm, căng hết cỡ hơn ngàn. Làm sao có thể hội bão tố hơn 3 vạn. Từ tiểu thụ tranh thủ thời gian quay đầu lật xem lấy tin tức cột, cái kia từng hàng. Đều cực kỳ khách quan chân thực, cũng liền mấy chục, mấy trăm, không có gặp cái gì đầu to xuất hiện a. Chẳng lẽ hệ thống phạm sai lầm? Trong đầu hắn toát ra ý nghĩ này, một giây sau trực tiếp loại bỏ, hắn tình nguyện tin tưởng trên trời rơi xuống thiên thạch. Ngồi xếp bằng trên ghế, từ tiểu thụ uống một hớp an ủi một chút, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, không biết mình đến cùng phát sinh qua cái gì. Nhận công kích, bị động giá trị, 1. Nhận công kích, bị động giá trị, 1. Ngay tại ngốc trệ thời điểm, tin tức cột vẫn như cũ một giây một đạo tin tức, vĩnh viễn không bao giờ gián đoạn đổi mới lấy, từ tiểu thụ chóng mặt nhìn xem, bỗng nhiên vỗ đầu óc, tẫn chiếu hỏa trùng. Hắn tựa hồ minh bạch cái gì, rạng sáng thời gian, mình ăn thứ này về sau, thân thể không giây phút nào đều tại bị thiêu đốt lấy, mà đối với thiêu đốt, hệ thống phán định hẳn là mỗi giây tính toán thành một lần công kích, cũng chính là mỗi giây tăng thêm một chút bị động giá trị. Là, cái này từng chút gia tăng. Nhìn thập phần không đáng chú ý, từ tiểu thụ thậm chí không lắm để ý, nhưng là, không chịu nổi thời gian dài a. Đẩy tính một chút, gặp được lão già đáng chết kia thời điểm, hẳn là giờ thìn, đến bây giờ ước chừng qua 3 canh giờ. Từ tiểu thụ bắt đầu tách ra lên ngón tay, tiếp theo đem đầu ngón chân vậy dùng tới. 3 canh giờ, cũng chính là 6 giờ, 1 giờ 60 phút, 1 phút đồng hồ 60 giây, hơn 20.000 giây, hơn 20.000 bị động giá trị. Xùy. Từ tiểu thụ trong lỗ mũi toát ra 2 đạo hơi nóng,
dưới mông ghế vuông tử một cái không có chú ý, mất đi linh lực bao khỏa, triệt để bị nấu chảy xuyên. Bành một thanh âm vang lên, hắn đập xuống đất. Nhân viên công tác lập tức chạy tới, hỏi thăm phát sinh cái gì. Từ tiểu thụ ngơ ngác phất tay ra hiệu không sao, nhân viên công tác liền muốn rời khỏi. Hắn vội vàng gọi lại, chờ một chút, ngươi giúp ta tính một chút, một ngày có bao nhiêu giây? Một ngày. Nhân viên công tác con ngươi đảo một vòng, 86.400 A. 3. Trong tay cái chén bị bóp nát, từ tiểu thụ vừa mới dãy dụa lấy đứng lên thân thể, lập tức vừa mềm ngã xuống đất. Ngươi nói cái gì? Ngươi lại nói một bản. Nhân viên công tác nhìn xem hắn ứa ra hơi nóng thân thể, đỡ cũng không phải, không đỡ cũng không phải, chỉ có thể trả lời nói, 80.000, 6.000, 4. Lộc cộc. Từ tiểu thụ nuốt ngụm nước bọt, hơn 8 vạn. Sắc mặt hắn lập tức trở nên đặc sắc, một hồi thống khổ, một hồi hạnh phúc, một hồi chấn kinh, một hồi ngốc cười. Nhân viên công tác không biết hắn nổi điên làm gì, nhớ tới vừa rồi ghế trọng tài truyền đến căn dặn, vô luận cái này từ tiểu thụ yêu cầu gì cùng trạng thái, đều không cần đi để ý tới hắn, xem như đồ đần liền có thể. Hắn yên lặng rời đi nơi đây, thầm nghĩ không hổ là trọng tài đại nhân, liệu sự như thần. Từ tiểu thụ cầm xích kim đan hít một hơi thật sâu, dùng thân thể run rẩy tới dọa ở mình kích động tâm. Kết quả phát hiện chính mình xích kim đan sắp dùng hết. Liền nửa ngày nhiều thời gian, kiều trưởng lão cùng trọng tài trước đó cho hắn hai bình đan dược đều đập xong. Từ tiểu thụ tràn đầy đau lòng, đây chính là cứu mạng đồ tốt a. Bất quá, bởi vậy cũng có thể gặp cái này tẫn chiếu hỏa trùng uy lực, xác thực không giống nhau. Nhưng mà ý thức được thứ này giá trị về sau, từ tiểu thụ đã không còn là đau đến một lần mong muốn phát tiết, mà là bắt đầu hết sức vui mừng đi lên. Thống khổ. Ha ha, nhịn một chút liền đi qua. Cái nào người thành công phía sau, không phải nương theo lấy lớn lao thống khổ, vẻn vẹn chú ý thống khổ, làm sao có thể cảm nhận được tiêu xài khoái hoạt. Hắn vẫy tay một cái, đem nhân viên công tác lần nữa gọi, phân phó nói, ngươi đi tìm Hạ thiếu trưởng lão, liền trên lôi đài cái kia tổng tài phán, cùng hắn muốn một chút xích kim đan tới, nhớ kỹ lấy thêm điểm. Nhân viên công tác một mặt nhìn thằng ngốc bộ dáng nhìn qua hắn, ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn. Từ tiểu thụ vốn là mặt hồng, tự nhiên không có cái gì e lệ, ta nói một chút ba nói bí quyết, ngươi ghi lại. Thứ nhất, nếu như hắn không đáp ứng, ngươi liền nói, nhân viên y tế không chịu cho ta, xích kim đan cũng nên cho chút đi, ta cũng là tuyển thủ, hội nhịn không được. Nhân viên công tác đơn giản sắp điên, ai dám dạng này cùng tiếu trưởng lão nói chuyện, hắn là linh pháp các đại trưởng lão, không phải trên đường bán đồ ăn, còn trắng cho. Nằm mơ đâu a ngươi. Thứ hai, nếu như hắn vẫn như cũ không đáp ứng, ngươi liền nói ha ha, đừng cho là ta không biết hai ngươi hùn vốn gây án, bắt người thể khi thí nghiệm, ngư khí muốn nặng, nói chuyện muốn hung ác. Nhân viên công tác đầu óc đều choáng, cái này từ tiểu thụ thực có can đảm a, còn ngữ khí nặng, nói chuyện hung ác, ngươi thế nào không lên trời ơi. Thứ ba, lúc này hắn nhất định đáp ứng, không thể nào không đáp ứng, ngươi liền nói một câu cuối cùng, cho cũng đã cho rồi, liền điểm ấy ngươi cũng không cảm thấy ngại cầm ra. Nhiều đụng cái không a. Nhân viên công tác cười lạnh thành tiếng, chính ngươi đi. Cái gì chính ta đi? Từ tiểu thụ lập tức không vui, ta là tuyển thủ, ngươi là nhân viên công tác, ta muốn mỗi người quản lý chức vụ của mình. Ta chờ một lúc còn có chiến đấu muốn đánh, hiện tại muốn nuôi trạng thái, ngươi tranh thủ thời gian. Ủng hộ a, khác sợ, tên kia không đáng sợ, ngươi phải biết địa vị càng cao người càng ỷ vào thân phận mình, không có lý do hắn là không thể nào xuất thủ. Nhân viên công tác thân thể một cái lảo đảo, ngươi cho tìm đường chết lý do còn chưa đủ đầy đủ. Đi a. Từ tiểu thụ phất tay, nhân viên công tác nhất thời không biết như thế nào phản bác, đành phải vẻ mặt đau khổ rời đi. Ta quá khó khăn, ta muốn đổi việc. Chương 25, trước quất nó cái 10.000 bị động giá trị. Nhân viên công tác vừa đi, từ tiểu thụ lập tức trở lại màu đỏ giao diện. Sắc bén hậu thiên LV. 9. Sắc bén hậu thiên LV. 10. Sắc bén tiên thiên LV. 1. Từ tiểu thụ miệng ngậm một viên linh tinh, thỉnh thoảng quất hút một cái. Hắn ánh mắt mất cháy, trên mặt tràn đầy hạnh phúc ngốc cười. Quả nhiên, không có tiền thời điểm, vĩnh viễn không tưởng tượng nổi có tiền là vui sướng rừng nào. Đang bị động giá trị giàu có tình huống dưới, hắn như thế vung tay lên, cũng liền mới đi 3.000. Đối với có được hơn 40.000 bị động giá trị hắn tới nói, đây chính là xóa đi số lẻ. Mà kế cường tráng về sau, từ tiểu thụ vậy rốt cục nghênh đón cái thứ hai tiên thiên cấp bậc bị động kỹ. Theo sắc bén thăng cấp làm tiên thiên, hắn bên ngoài thân xuất hiện đạo đạo du tẩu trong suốt rực rỡ, phảng phất có thể mở ra vạn vật, lại như là bào thể phát sáng, thần dị muôn phần. Từ tiểu thụ tâm niệm vừa động, rực rỡ hội tụ đến cánh tay chỗ, hình thành chính tay đâm, đối lấy mặt đất xoát một cái cắt đi qua. Xoẹt, tựa như mũi kiếm cướp qua, mặt đất xuất hiện một đạo ngấn sâu. Từ tiểu thụ con mắt đều sáng lên, hắn đem rực rỡ hội tụ đến đầu ngón chân, lại là hướng về phía mặt đất quét qua.
xoẹt, giày vỡ ra. Từ Tiểu Thụ, nhưng nhìn đến dưới chân cái kia đạo vết kiếm bình thường đường vân, hắn vẫn là ngăn không được hưng phấn. Quả nhiên, mỗi một cái bị động kỹ thăng cấp đến tiên thiên cấp bậc, đều sẽ có cực điểm thuế biến. Hắn nhớ tới Cường Tráng, vừa vào tiên thiên, liền đem hắn nhục thân vậy đưa vào tiên thiên cấp bậc, mà bây giờ sắc bén, vào tiên thiên, vậy mà xuất hiện cái này trong suốt rực rỡ, để đến trên người mình mỗi một cái bộ vị đều có siêu cường cắt chém năng lực. Đây quả thực là thích khách thần khí, khó lòng phòng bị. Cái này nếu là ở trong trận đấu đột nhiên một cái liêu âm thối, có thể đem địch nhân quét thành hai nửa. Từ Tiểu Thụ nghĩ đến, không khỏi dùng mình một cái, quá kinh khủng a. Bởi vì là bị động kỹ, không có thi pháp thời gian, không có khúc nhạc dạo, ta liền như vậy thoải mái thi triển đi ra, ngươi làm sao cản, ngươi ngăn không được a. Ngươi chống đỡ được liêu âm thối, chống đỡ được ta 3000 tóc đen a. Từ Tiểu Thụ ý tưởng đột phát, đem trong suốt rực rỡ ngưng tụ tại trên tóc, tiện tay móc ra một khối linh tinh ném trên không trung. Xoẹt xoẹt, đầu tóc quét qua, cứng như bàn thạch linh tinh hóa thành mảnh vỡ điêu tàn, ngã xuống đất phát ra lạch cạch tiếng vang. Từ Tiểu Thụ chấn kinh, mình ý tưởng này liền linh quang lóe lên, thật có thể. Hắn nhìn trên mặt đất linh nát vô cùng đau lòng, lãng phí a, mình hẳn là cầm cái tảng đá đến thí nghiệm. Từ Tiểu Thụ rốt cục ý thức được bị động hệ thống cường đại, cái này mỗi một cái bị động kỹ, đều là tương đương với có thể thăng cấp linh kỹ, hơn nữa còn không cần tu tập loại kia. Trước mắt, hắn liền có được hai cái tiên thiên linh kỹ, còn có hai cái cấp bách đợi tiên thiên. Cái này còn không phải trọng yếu nhất, mấu chốt là cái này bị động kỹ, ngươi dùng tốt, vậy nó thỏa thỏa liền là thuần phát chủ động kỹ a. Thật là đáng sợ. Từ Tiểu Thụ một bên ngốc cười, một bên tiện tay đổi 10 thanh bị động chìa khóa, trước quất nó cái 10.000 bị động giá trị, không đủ lại đến. Lúc đầu hắn lớn nhất át chủ bài liền là cái kia một thức Bạch Vân Du Du, kết quả bị Văn Trùng làm cho sớm giao ra. Hiện tại hắn thế nhưng là không có áp đáy hòm tuyệt chiêu. Át chủ bài toàn bộ bại lộ, đây là 10 phần nguy hiểm sự tình. Nhất định phải lại làm một cái lực sát thương lớn một chút bị động kỹ đi ra, nếu không đằng sau chiến đấu, nếu là gặp được Chớ Mặt cùng Triều Thanh đằng cái này hai đại tiên thiên, không thể nói trước thật muốn đánh bất quá. Từ Tiểu Thụ có thể nói là thập phần bành trướng, chí ít tại trước mắt hắn xem ra, ngoại viện chỉ có hai cái này có thể miễn cưỡng giao thủ với hắn. Mà sự thật vậy xác thực như thế, cường như Văn Trùng, Lưu Trấn, Trương Phát Hàng Ngũ, từng cái bị hắn chém xuống ngựa đến, tại người xem trong mắt, hắn thậm chí có tranh đoạt đứng đầu bảng tư cách. Từ Tiểu Thụ chìa khóa một thanh cắm, trong lòng tràn đầy mỹ hảo, nếu có thể lại đem một lần bình phong kia liền càng sướng rồi. Lần trước kiếm thuật tinh thông mang đến mây trắng huyễn cảnh, để hắn thực lực tăng lên không chỉ gấp đôi, hắn đương nhiên khát vọng tiến thêm một bước. Theo cuối cùng một cái chìa khóa biến mất, Từ Tiểu Thụ y theo lệ cũ, đoạn quát một tiếng, uống Âu Hoàng Phụ Thể. Nói xong, hắn mong đợi nhìn về phía tin tức cột, hân hạnh chiếu cố. Hân hạnh chiếu cố. Cái này, bịch. Từ Tiểu Thụ mặt quỳ đất, hai mắt lật một cái, choáng ngã trên mặt đất. Đợi lên sân khấu khu một tên khác nhân viên công tác cảm thấy kỳ diệu, hắn nhìn chằm chằm vào Từ Tiểu Thụ nổi điên, lại là cắt mặt đất, lại là hất tóc, một cái người chơi đến quên cả trời đất, cực kỳ giống trong nhà hắn tiểu bằng hữu. Nhưng là, làm sao lại ngã xuống nữa nha? Đây chính là đại sự. Hắn vội vàng chạy tới đem Từ Tiểu Thụ lay tỉnh, sau khi tỉnh lại Từ Tiểu Thụ hai con ngươi trở nên thất thần, mắt nhìn tin tức cột, lần nữa hôn mê bất tỉnh. Ta dựa vào, trọng tài đại nhân nói quả nhiên không sai, cái này Từ Tiểu Thụ có độc a. Làm một cái hợp cách nhân viên công tác, hắn là có bộ phận chữa bệnh và chăm sóc kinh nghiệm, có thể nhìn ra được Từ Tiểu Thụ, chỉ là đơn thuần trên tinh thần lập tức nhận cực điểm trùng kích dẫn đến hôn mê. Nhưng là, cái này mẹ nó hất tóc thanh mình vung choáng, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy a. 333, nhân viên công tác dùng linh lực liên tiếp vuốt Từ Tiểu Thụ gương mặt, cuối cùng lần nữa đem hắn thức tỉnh, lại lần nữa thức tỉnh Từ Tiểu Thụ trông mong nhìn qua hắn, hai hàng thanh lệ cứ như vậy chảy xuôi xuống tới. Nhân viên công tác luống cuống, cái này mẹ nó tình huống như thế nào, ta không có ở ngươi hôn mê thời điểm làm có lỗi với ngươi sự tình a. Ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi, để cho ta một cái vắng người tĩnh. Từ Tiểu Thụ khóc nói. Nhân viên công tác, hắn quay đầu liền đi, thập phần quyết tuyệt. Từ Tiểu Thụ trong đầu đắng a, hắn muốn qua kinh khủng nhất kết quả, lại là không hề nghĩ tới, cái này vậy mà thật sẽ phát sinh. Cái này mẹ nó là 10.000 bị động giá trị a. Cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển, ngươi chơi ta đây a. Liền cái lại đến một muỗng đều không có, ngươi tàn khốc, ngươi vô tình, ngươi cố tình gây sự. Từ Tiểu Thụ cảm giác thân thể bị móc sạch, không còn có khí lực từ dưới đất bò dậy, hắn nghĩ ngợi còn lại 30.000, muốn hay không đem phương pháp hô hấp cùng kiếm thuật tinh thông mãng đi lên. Không được, ta cũng không tin, lại đến 10 quất. Từ Tiểu Thụ là một cái vĩnh không chịu thua người, chí ít hắn cho rằng như vậy, cho nên lần nữa đổi 10 cái chìa khóa.
lần này cần là cái giám đồ vật không có, ta liền, a. Hắn thở ra một hơi, cuối cùng vẫn là nhận sợ, yên lặng cắm chìa khóa, thẳng đến cuối cùng một thanh biến mất. Uống. Âu, từ tiểu thụ bản năng lên tiếng, thanh âm nhưng dần dần nhỏ xuống dưới. Hắn im lặng nhìn trời. Được rồi, sóng không dậy nổi, không thể sữa. Hân hạnh chiếu cố. Lại đến một muỗng. Hân hạnh chiếu cố. Lại đến một muỗng. Hân hạnh chiếu cố. Hân hạnh chiếu cố. Thu hoạch được cơ sở bị động kỹ, sinh sôi không ngừng. Lại đến một muỗng. Hân hạnh chiếu cố. Hân hạnh chiếu cố. Từ tiểu thụ con mắt trong nháy mắt toát ra lục quang, toàn bộ người đằng một cái đơn giản hưng phấn đến bay lên. Ngươi nhìn cái này không hợp nhau chiều dài. Ra, hàng. Ha 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 ha. Hắn ngửa mặt lên trời cùng cười. 20 cái chìa khóa, mang ý nghĩa 2 cái tiên thiên đẳng cấp, liền đổi một cái bị động kỹ, đáng giá sao? Giá trị. Từ tiểu thụ biểu thị đại giá trị đặc biệt giá trị. Đẳng cấp có thể ngày sau chậm rãi góp nhặt, tùy tiện liền có thể mãng đi lên, nhưng là kỹ năng đều không có. Mãng cái rắm. Hắn ôm cây cột nhún nhảy một cái, giống như là bị điên, miệng liệt đến sau đầu, lập tức tại đợi lên sân khấu khu chuyển ra điên tiếng cuồng tiếu. Điên rồi, điên rồi. Nhân viên công tác nhìn xem từ tiểu thụ không ngừng mài cọ lấy cây cột, cảm giác mở ra một trận thế giới mới đại môn. Một cái người cuồng hoan, vậy mà có thể vui sướng như vậy. Là ta không đuổi kịp thời đại trào lưu sao? Hắn thăm thẳm thở dài, nhìn qua bị từ tiểu thụ ôm ấp cây cột, tràn đầy lo lắng. Hắn mỗi nhảy một cái này cây cột liền bị rung nhỏ như vậy một điểm. Đây là cỡ nào đáng sợ sự tình a? Chương 26, toàn đưa ngươi. Từ tiểu thụ đã lâu địa lật ra bảng, nhìn về phía thứ nhất bản khối. 1. Cơ sở bị động kỹ, phương pháp hô hấp, hậu thiên LV. 1. Sinh sôi không ngừng hậu thiên LV. 1. Cái này mới xuất hiện bị động kỹ, rõ ràng là tại cơ sở bị động kỹ, cái này nghiêm khối, cái này khiến từ tiểu thụ có chút ngạc nhiên. Hắn đã không phải là đối hệ thống hoàn toàn không biết gì cả tay mơ. So sánh với nhau, cơ sở bị động kỹ có lẽ công năng tính không có kéo dài bị động kỹ mạnh, nhưng phụ trợ tính tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ. Điểm này, nhìn xem giống nhau bản khối hạ phương pháp hô hấp liền biết. Cái này một cái kỹ năng, hắn đến bây giờ đều không tằng thăng cấp qua, nhưng cũng không phải là nói cái này kỹ năng không mạnh, tương phản, nó quá mạnh, tương đối liền tác dụng phụ đều có chút kinh khủng, dẫn đến từ tiểu thụ nhìn mà phát khiếp. Cho nên, sinh sôi không ngừng, vậy hội cường đại như vậy. Từ tiểu thụ suy nghĩ cái này bị động kỹ mặt chữ bên trên ý tứ, sinh mệnh lực vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Nếu là như vậy, chẳng phải là đối trước mắt mình có lớn lao trợ giúp. Hắn trái lại trong cơ thể, lực chú ý đi tới bên trên khí hải. Chú ý cái kia chưa từng bị luyện hóa tẫn chiếu hỏa chủng. Nó chỉ có móng tay lớn nhỏ, nó bên trong ẩn chứa năng lượng lại là cực kỳ khủng bố, thậm chí không cách nào định lượng. Thứ này tồn tại một khắc, từ tiểu thụ liền có thụ dày vò một khắc, mỗi một phút mỗi một giây, nó đều tại phóng thích cháy bỏng khí tức, điên cuồng ăn mòn từ tiểu thụ thân thể. Huyết dịch, gân mạch, xương cốt, bao quát bất kỳ một cái nào có thể xâm lấn tế bào, toàn bộ bị cháy bỏng chi lực bao trùm lấy. Từ tiểu thụ bên ngoài thân huyết hồng, nhưng chỉ là nhìn đáng sợ, trái lại trong cơ thể hắn, lại có thể nói là mình đầy thương tích. Từng khối huyết nhục bị thiêu đốt đến phỏng và lở loét, từng đầu kinh mạch bị nướng đến sụp ra. Nhưng hết lần này tới lần khác, phương pháp hô hấp tồn tại, làm cho hắn tại thương thế sắp tăng thêm thời điểm, chỉ cần hít một hơi xích kim đan, liền có thể trong nháy mắt khôi phục, nhiều chống đỡ chút thời gian. Mà bây giờ, hắn xích kim đan đã thấy đáy, lại không thể ngửi. Thế nhưng là tại mình quan sát, trong cơ thể hắn bị phá hủy gân cốt mạch lạc, vậy mà một chút xíu tại tự hành phục hồi như cũ. Tốc độ khôi phục tự nhiên là so bất quá phá hủy tốc độ, nhưng là, trọn vẹn so với người thể bản thân sức khôi phục cao gấp bội. Từ tiểu thụ lập tức liền biết, đây là sinh sôi không ngừng, hiệu quả. Cho nên, cái này mới xuất hiện bị động kỹ tác dụng, liền là gia tốc khôi phục tự thân thương thế. Quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Từ tiểu thụ không chần chờ. 20 liên rút phía dưới, hắn còn lại có 20.000 bị động giá trị, thế là thuận tay đổi 5 cái kỹ năng điểm, trực tiếp thêm tại cái này bị động kỹ bên trên. Sinh sôi không ngừng, hậu thiên LV. 6. Cơ hồ là mắt trần có thể thấy, từ tiểu thụ cảm giác thần thanh khí sảng, trong cơ thể tuôn ra bành trướng sinh cơ, trong nháy mắt đem thương thế phục hồi như cũ gần một nửa. Quả nhiên, từ tiểu thụ một mặt kinh dị, đây là thần kỹ A, hắn lần nữa đổi 5 cái kỹ năng điểm, trực tiếp mãng bên trên. Sinh sôi không ngừng tiên thiên LV. 1. Một cỗ nồng đậm sinh cơ chi lực hóa thành vô hình gợn sóng khuếch tán, làm cho một bên không ngừng liếc trộm từ tiểu thụ nhân viên công tác, bỗng nhiên mừng rỡ. Hắn giật nảy mình, lập tức không còn dám nhìn lén, bất quá lại cảm giác mình tinh lực vô hạn, lập tức vô cùng nhớ nhà. Ngoại nhân còn như vậy, từ tiểu thụ càng thêm không cần nói,
hắn há hốc miệng, một mặt chấn kinh nội thị lấy thân thể của mình tình huống. Tẫn chiếu hỏa trùng phá hủy tốc độ, lại bị sinh sôi không ngừng, cưỡng ép hỏa nhau, song phương giằng co, cân sức ngang tài. Cái này, từ tiểu thụ ngốc trệ, cái này tốc độ khôi phục, có chút đáng sợ a. Phải biết, tẫn chiếu hỏa trùng, chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền tiêu hao hắn cơ hồ hai bình xích kim đan, dòng dã tiếp cận 10 khỏa lượng, mà sinh sôi không ngừng, tốc độ khôi phục có thể cùng nó hỏa nhau, há không có nghĩa là, cùng loại thương thế, sau này mình đều không cần lại phục dụng xích kim đan. Cái này vì chính mình tiết kiệm bao nhiêu tài nguyên a. Sau đó, một bên vẫn như cũ ngăn không được hiếu kỳ nhân viên công tác, một mặt chấn kinh nhìn xem từ tiểu thụ, từ trên cổ trong giới chỉ rút ra cửu phẩm linh kiếm, đối với mình lòng bàn tay hung hăng vạch một cái. Phốc, hiến máu vẩy ra, thấy nhân viên công tác toàn bộ người cũng không tốt. Vô cớ hất đầu, không hiểu hôn mê coi như xong, hiện tại còn bắt đầu tự mình hại mình bắt đầu. Cái này từ tiểu thụ, thật có bị bệnh không? Từ tiểu thụ lại là để ý tới không được những thứ này. Hắn nhìn lấy mình trên tay đi ngang qua vân tay vết thương, chính lấy cực nhanh tốc độ khôi phục, không cần một lát, hoàn hảo như lúc ban đầu. Liền sẹo đều không lưu lại. X. Từ tiểu thụ rốt cục nhịn không được phát nổ nói tục, tiên thiên cấp bậc sinh sôi không ngừng. Cái này sức khôi phục vậy mà so xích kim đan còn nhanh hơn rất nhiều. Cộc cộc cộc. Nơi xa chuyển đến tiếng bước chân, từ tiểu thụ nhìn lại, là lúc trước nhân viên kia trở về. Trong ngực hắn ôm 10 bình đan dược. Mặt mũi tràn đầy không thể tin, mình y theo từ tiểu thụ lời nói, thật từ tiếu trưởng lão nơi đó chiếm được xích kim đan, vẫn là 10 bình, đơn giản cùng nằm mơ một dạng. Mấu chốt là, nhóm này đan dược, đều là cho không a. Từ tiểu thụ lập tức nhếch miệng cười nói, chiếm được, 10 bình. Nhân viên công tác như ở trong mộng mới tỉnh, chất phác gật đầu. Từ tiểu thụ, sướng hay không? Như thế đối linh pháp các đại trưởng lão nói chuyện, là ngươi nhân sinh cao quang thời khắc sao? Nhân viên công tác gật đầu như dã tỏi. Thoải mái là được rồi, còn có thoải mái hơn. Từ tiểu thụ vung tay lên, toàn đưa ngươi. Nhân viên công tác, không nên, đây là ngươi đồ vật, ta tuyệt đối không thể nhận. Hắn vẫn là phản ứng lại, mặc dù không biết cái này từ tiểu thụ nổi điên làm gì, nhưng hắn là có phẩm đức nghề nghiệp, tuyệt không tiếp thụ hối lộ. Từ tiểu thụ vui cười nói, không quan hệ, ta vui lòng, ngươi thu. Nhân viên công tác ngăn không được lắc đầu. Thật không cần. Từ tiểu thụ đem 10 bình đan dược nhận lấy. Đối khác đầy đầu đầy mặt cực kỳ hâm mộ nhân viên công tác ngoắc, đến, đều đưa ngươi. Nhân viên công tác giáp, nhân viên công tác ất, hai người tất cả đều trầm mặc, liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương khắc chế cùng hơi khát vọng. Từ tiểu thụ nhịn xuống cười, yên nào, nơi này liền hai người các ngươi, phân không ai nhìn thấy. Hai người lắc đầu. Từ tiểu thụ nhịn không được, ta vui vẻ như vậy các ngươi nhất định phải mất hứng sao? Mỗi người 2 bình, việc này không có thương lượng. Nhân viên công tác còn muốn lắc đầu, từ tiểu thụ rút ra tàng khổ, khanh một tiếng đem kiếm cắm xuống đất. Có cầm hay không? Cầm. Sảng khoái. 10 bình đan dược, cuối cùng vụng trộm đưa ra ngoài 4 bình. Không có cách, bọn gia hỏa này gan quá nhỏ, cho không cũng không cần. Còn muốn hắn dùng kiếm buộc, tốt tại uy bức lợi dụ hai bút cùng vẽ, từ tiểu thụ cuối cùng là đem mình vui vẻ đưa ra ngoài. Dù sao cũng là xích kim đan, đây chính là thuốc chữa thương, có đôi khi là mong mà không được. Cho nên hai cái nhân viên công tác cũng vui vẻ đến phá một lần giới. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, bọn họ đều là thập phần chính trực, điểm này, từ tiểu thụ kiếm có thể làm chứng. Tới gần hoàng hôn, top 32 rốt cục quyết ra, dựa theo lệ cũ, hôm nay là muốn chọn ra top 16. Từ tiểu thụ vừa đưa xong đan dược còn không vui cười xong, sau một khắc liền nghe đến trọng tài hô mình danh tự, hắn lập tức rời đi đợi lên sân khấu khu tiến về lôi đài. Ánh chiều tà tung xuống, đem hắn đi xa bóng dáng kéo đến mọc dài. Hai cái nhân viên công tác riêng phần mình một tay cầm nắm một bình xích kim đan, cảm giác đạo này kim lân khắp cả người bóng dáng, tràn ngập trước đó chưa từng có lực hấp dẫn. Ta cho tới bây giờ không nghĩ qua, hắn là cái dạng này từ tiểu thụ. Hào phóng, xuất khí, không bám vào một khuôn mẫu. Mặc dù có đôi khi sẽ nổi điên, nhưng ngược lại thập phần đáng yêu. Chương 27, từ đại lắc lư, xuất vân thai, chủ lôi. Từ tiểu thụ, Chu Thiên Tham, dưới trời chiều đi vào hai đạo cao gầy bóng dáng, Chu Thiên Tham đợi lên sân khấu khu cách từ tiểu thụ không xa, vừa ra khỏi cửa hai người liền đối với xem lên. Từ tiểu thụ nhìn thấy đối phương phía sau so với người còn cao đao, còn có cái kia chiến y sáng rực ánh mắt, hài lòng gật đầu. Xem ra, là sẽ không nhận thua. Cũng thế, đã là 32 tiến 16 tấn cấp thi đấu, làm sao có thể sẽ có người từ bỏ cái này cơ hội. Chu Thiên Tham sinh ra thập phần tuấn tú. Hết lần này tới lần khác bộ dáng tiêu sái lại khắc khổ nghiên cứu bá đao chi thuật, bằng thêm một chút thiếu niên dữ tợn,
rước lấy thính phòng nữ đệ tử một mảnh thét lên. Trên lôi đài, hắn đem eo rộng người nhiều tiền vàng bá đao nhẹ nhàng cắm trên mặt đất, hai tay khoanh gác ở bao tay phía trên, có chút nhấc hàm. Hậu thiên kiếm ý, tiên thiên nhục thân, từ tiểu thụ, ta Chu Thiên Tham thừa nhận, ngươi rất mạnh. Tại cái này ngoại viện bên trong, ngươi đủ để xếp tới ta phía dưới, đứng hàng phong vân bảng bảng năm. Người xem xôn xao, không ít người bị nó lạnh thấu xương bá khí tinh phục. Chu Thiên Tham nói chuyện, cho người ta một loại không thể nghi ngờ cảm giác, phối hợp thêm hắn phong vân bảng bảng bốn thực lực, xác thực thập phần bá khí. Từ tiểu thụ phong khinh vân đạm một cười. Lần thứ nhất, hắn lên đài về sau lại bị người khiêu khích, mà không phải cần hắn đi khiêu khích người khác, loại cảm giác này, phá lệ mới mẻ. Còn không đợi hắn mở miệng, Chu Thiên Tham tiếp tục nói, nhưng mà, ta lần này mục tiêu, là đứng đầu bảng. Cho nên, ngươi chỉ có thể thần phục tại ta đao hạ. Nói xong, hắn đem kim vàng bá đao rút ra, đao chỉ từ tiểu thụ, vô biên bành trướng đao y mãnh liệt mà ra. Ken két. Đao ý tàn phá bừa bãi, phụ cận lôi đài bị chém phá thành mảnh nhỏ. Hậu thiên đao ý, thính phòng trong nháy mắt bị chấn lên một mảnh, từng cái trong mắt tràn đầy không thể tin. Chu Thiên Tham lúc nào tu thành hậu thiên đao ý, trời ạ, nhìn cái này thu phát tự nhiên bộ dáng, tuyệt đối một năm không ngừng, từ tiểu thụ nguy hiểm. Bằng cái này đao ý, đủ để đối cứng tiên thiên, ta cho là hắn nói tranh đứng đầu bảng là khoác lác, hiện tại xem ra, thật không nhất định. Tiếu thất tu đồng dạng bị khiếp sợ đến, kẻ này vậy mà thâm tàng đến tận đây, tiểu tổ thi đấu, phá vây thi đấu đều không người bước ra hắn toàn bộ thực lực. Muốn không phải là đối thủ là từ tiểu thụ, chỉ sợ hắn cái này hậu thiên đao ý có thể nghẹn đến trận chung kết đi. Từ tiểu thụ nguyên bản phong khinh vân đạm dáng tươi cười chỉ trệ, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Hậu thiên đao ý, còn thu phát tự nhiên. Hắn nghĩ tới mình chỉ phát một thức bạch vân du du, liền có thể rút khô linh lực kiếm ý, lại nhìn một chút đối phương. Hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng mà thua người không thua trận, từ tiểu thụ khóe miệng kéo một cái, cười nói, Chu sư đệ, chớ có gió lớn đau đầu lưỡi. Chu Thiên Tham cái kia lạnh thấu xương đao ý vì đó trì trệ, thính phòng lập tức từng cái cười đến trước ngửa sau lật. Ha ha ha, giống như bên ngoài viện từ tiểu thụ là già nhất một nhóm a. Cái gì một nhóm, cơ bản cũng chỉ thừa hắn một cái, tư cách so với hắn lão vào nội viện, thực lực so với hắn thấp vậy không xông vào được tấn cấp thi đấu a. Đúng a, cái kia từ tiểu thụ chẳng phải là thỏa thỏa đại sư huynh. Trên lý luận là cái dạng này, nhưng hắn ngoại viện 3 năm, trước kia vậy không hiển sơn không lộ thủy, còn kém chút không có bị đá ra linh cung. Hiện tại không biết sao đột nhiên bộc phát, hiển nhiên một con ngựa ô, cảm giác liền giống bị người đoạt xá một dạng. Ha ha, ngươi thật là đùa, còn đoạt xá. Nghĩ như vậy, Cường Như Mạc Mạt, Triều Thanh đằng hàng ngũ, ở trước mặt hắn cũng là đệ đệ muội muội a. Ha ha, ta không chịu nổi, các ngươi nhìn Chu Thiên Tham, mặt đều đen. Chu Thiên Tham sắc thực mặt đen, nhưng đào ý vậy càng thêm hơn, Tiếu Thất Tu gặp bầu không khí đạt đến bạo điểm, lập tức vung tay lên. Tranh tài bắt đầu. Chờ một chút. Chu Thiên Tham quét ngang đao, nhàn nhạt mở miệng, nghẹn đến Tiếu Thất Tu tăng vọt cảm xúc trì trệ. Cái này đều cái gì tuyển thủ, bị từ tiểu thụ làm hư đúng không, từng cái như thế kỳ hoa. Người xem cũng là hiếu kỳ, gia hỏa này không đánh, còn muốn tất tất cái gì. Có một việc, ta vẫn là phải muốn tại đánh trước đó nói rõ ràng. Chu Thiên Tham nói. Hôm qua sự tình, Văn Trùng đánh lén ngươi cố nhiên đáng xấu hổ, nhưng ngươi từ tiểu thụ cũng không nên đoạt tính mạng hắn, rõ ràng hơi bày ra trừng trị là được, nhưng ngươi vậy mà hung ác hạ độc thủ. Hắn đao thẳng từ tiểu thụ, trong mắt bao hàm chính nghĩa chi sắc, tại ta Chu Thiên Tham xem ra, ngươi cũng là một cái hèn hạ tiểu nhân vô sỉ, không thành được đại sự. Từ tiểu thụ giờ phút này rất muốn cho hắn khoác cái trước áo choàng, khinh thường nói, đây chính là ngươi đánh trước đó còn muốn châm biếm một phen, giết người trước Chu Tâm lý do. Chu Thiên Tham sững sờ, tựa hồ bị nghẹn lại nói, ta không có giết người trước Chu Tâm, ta chỉ là luận sự. Ha ha, ngươi tới gần qua lôi đài sao? Ngươi thấy rõ ràng sao? Từ tiểu thụ pháo ngữ liên tiếp, ngươi cái gì cũng không biết, đi lên liền một trận nói bậy, đổ tội lung tung, có phải hay không ta bây giờ nói một câu ta là cố ý, ngươi liền có thể công khai xuống tay với ta? Không phải, không phải như vậy. Chu Thiên Tham luống cuống, cầm đao thủ liên tục đong đưa, mặt trướng đến thông hồng. Giống như muốn nói điểm cái gì, lại không lời nào để nói. Không cần nói. Từ tiểu thụ một câu vào đầu, như Thái Sơn áp đỉnh. Ta biết ngươi câu tiếp theo liền là muốn nói ta miệng lưỡi bén nhọn. Không, ta không có. Ha ha, các ngươi những người này, luôn luôn đứng tại đạo đức điểm cao đi lên chỉ trích người khác, nhưng chưa từng nghĩ qua, cái này chút cái gọi là chính nghĩa ngôn từ, mới thật sự là Chu Tâm chi nhận. Chu Thiên Tham liên tục lùi bước, ánh mắt tan rã, đạo ý đã bị từ tiểu thụ áp chế đến không còn hình dáng. Hắn mãnh liệt đem đao dựng lên, chống đỡ thân hình, không có ý định lại nhiều nói. Làm sao? Từ tiểu thụ đổi đề tài nói, không nói thời điểm lại không phải nói.
thật nếu nói còn nói bất quá, liền động thủ. Chu Thiên tham tay cầm đao, chảm cũng không phải, không chảm cũng không phải, không biết làm thế nào, xấu hổ muôn phần. Từ Tiểu Thụ mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật trong nội tâm sớm đã cười điên rồi, hắn xem như đã nhìn ra, cái này Chu Thiên tham liền là toàn thân trên dưới chỉ có toàn cơ bắp cái loại người này. Tinh thần trọng nghĩa bạo dạn, thập phần nhiệt huyết, thường thường chỉ có thấy được sự vật mặt ngoài, hoặc là bị người khác lầm lạc về sau liền bị làm vũ khí sử dụng, ngốc khờ đến đáng yêu. Thính phòng từng cái đều kinh trụ, Từ Tiểu Thụ lời nói này không chỉ có là đối hôm qua sự tình tốt nhất đáp lại, càng là đem rất nhiều lòng mang ý đồ xấu người chắn đến trong đầu rối tinh rối mù. Ô, Từ Tiểu Thụ thật đáng thương, ta trách lầm hắn. Đáng giận Chu Thiên Tham, rác rưởi, vô sỉ, giết người Chu Tâm. Ích, các ngươi điên rồi đi, cái này Chu Tâm không phải là Từ Tiểu Thụ. Thiên gây, con hàng này làm sao như thế có thể nói, ta kém chút liền tin hắn tà. Chu Thiên Tham ủng hộ a, không nên bị hắn lừa gạt, cầm lấy đao chém hắn. Giữa sân, Từ Tiểu Thụ nhìn xem đối diện gia hỏa này một bộ do dự, sắp nhận thua bộ dáng, lập tức ý thức được chính mình nói đến qua, gấp vội mở miệng, Chu sư đệ, mặc dù mọi thứ không thể chỉ nhìn bề ngoài, nhưng là một tên hợp cách luyện linh sư, một khi bước lên lôi đài, liền tuyệt không thể mở miệng xác nhận thua sự tình. Cần biết, chưa chiến trước e sợ, đối địch đại kỵ vậy, không đánh mà chạy, luyện linh sỉ nhục nhục vậy, chắp tay mà hàng, nhân sinh chi chỗ bẩn vậy. Hắn hất lên ống tay áo, tiên khí bồng bềnh, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đối diện Chu Thiên Tham nhất thời cảm thấy đại định, hắn cuộn lại kim vàng bá đao, trong mắt chiến ý tái khởi, chắp tay nói, Từ sư huynh, thụ giáo. Từ Tiểu Thụ hơi hơi gật đầu, lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng. Tiếu thất tu, chương 28, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Khanh kim vàng bá đao cùng tàng khổ, lần đầu giao phong, Từ Tiểu Thụ liền bị rút được sụt giảm mà ra, trong cơ thể linh lực phun trào, kém chút một ngụm nghịch huyết phun ra. Sảng khoái. Chu Thiên Tham ha ha cười to, tiếp tục. Từ Tiểu Thụ sắc mặt cổ quái, lần thứ nhất mình tiên thiên nhục thân tại phương diện lực lượng không có nịnh nọt, liền lời kịch đều bị cướp. Đáng giận a, không thể cùng hắn cứng đối cứng. Từ Tiểu Thụ nghĩ ngợi, đối phương hậu thiên đao ý, nhất định là chính diện ngạnh cương loại hình, mình lấy ngắn đụng dài, nhất định phải đụng ra một mặt máu. Hắn ngược lại là muốn thử xem dùng tiên thiên cấp bậc sắc bén cùng hắn đánh, lại sợ bị một đao chém thành hai khúc, chỉ có thể coi như thôi. Như thế, cũng chỉ có thể dùng hắn đao pháp đến ma luyện mình hậu thiên kiếm ý. Nhìn đối phương lần nữa mang theo nứt thiên chi thế một đao bổ tới, Từ Tiểu Thụ tay cầm tàng khổ, trong đầu xuất hiện hôm đó tại mây trắng huyễn cảnh ở bên trong lấy được vô số kiếm chiêu, một mực thâm tàng tại não hải giết người chi thuật. Kim vàng đến đỉnh, Từ Tiểu Thụ nghiêng kiếm đón đỡ, mắt nhìn thấy bá đao theo kiếm thiếp mặt khanh khanh vẽ qua, hắn lắc một cái thân kiếm, ung dung chi ý sâu ngậm tứ lạng bạc thiên cân chi đạo, đem bá đao mãnh liệt bắn ra. Xoẹt, một kiếm đứt cổ gọt qua, Chu Thiên Tham mãnh liệt ngửa ra sau, mấy sợi tóc dài uyển chuyển mà rơi. Hắn thuận thế lật một cái, bá đao Chu Thiên nhất chuyển, bành trướng linh lực nhấc lên, hung hăng bổ về phía Từ Tiểu Thụ đầu gối. Bang! Từ Tiểu Thụ một kiếm không trúng, xách ngược tàng khổ hướng trên mặt đất cắm xuống, lại tinh chuẩn kẹt tại bá đao lưỡi đao cùng bao tay giao tiếp chi địa, phát thành vù vù tiếng vang, hai người một đôi đôi mắt, không khí hình như có khói lửa lóe sáng. Lẫn nhau tất cả đều thấy được đối phương trong mắt lửa nóng. Từ Tiểu Thụ lực cánh tay chấn động, trong nháy mắt đem hai người phản lực. Điện quang hỏa thạch hiệp một rơi xuống, thính phòng tiếng động lớn âm thanh một mảnh, từng cái thấy nhiệt huyết sôi trào. Xuất hiện, hậu thiên đao ý versus hậu thiên kiếm ý. Ta thiên, tốt mạo hiểm, cái này nếu là một cái sơ sẩy, không phải Chu Thiên Tham bị phong hầu, liền là Từ Tiểu Thụ đoạn hai chân a, trận chiến đấu này muốn đặc sắc. Xác thực, với lại bọn hắn phản ứng đều tốt nhanh. Cái này mới là tấn cấp thi đấu hẳn là có tiêu chuẩn đi, thật không quen nhìn loại kia nghiền ép cục. Đúng, hai người lúc này mới mấy hơi, sinh tử liền có mấy giây lát. Đám người kích tình chưa lại, liền gặp Chu Thiên Tham dẫn đầu cầm đao định trụ, nhưng cũng không công kích, mà là phóng khoáng cười to nói, Từ Tiểu Thụ, tiếp ta một đao cửu triều tịch. Cửu triều tịch, là một thức liên miên bất tuyệt đao pháp, sóng sau cao hơn sóng trước, thật muốn thành thế, phối hợp thu phát tự nhiên hậu thiên đao ý, thử hỏi ai có thể đón lấy. Hắn dựng thẳng đao trợn sách, theo lưỡi đao từng tấc rút lên, khí thế vậy một trượng trượng kéo lên. Đối diện cầm kiếm thiếu niên không nói, lập tức nhắm lại hai mắt, giữa sân trong nháy mắt biến ảo khôn lường, liền cắt bay đều rất giống chậm lại, hoàn toàn khác biệt ý cảnh xen lẫn, đao kiếm thành thù ràng buộc lẫn nhau cầm. Ken két, dưới người của hai người lôi đài truyền đến không chịu nổi gánh nặng thanh âm, kết giới đều rung động kịch liệt bắt đầu. Người xem ngồi nghiêm chỉnh, ngón tay giao kết, ngay cả thiếu thất tu cũng là đôi mắt nhắm lại, lực chú ý cất cao tới cực điểm.
hình như có ngút trời chi ý nổ tung, cả thiên không cũng vì đó chấn động. Một giây sau, Chu Thiên Tham một đao đánh xuống, đao ý hóa thành thủy triều thoải mái mà lên, mãnh liệt giết ra, mà Từ Tiểu Thụ đôi mắt trợn trừng, ung dung một kiếm cướp qua, như mây trắng khoảng ngày, đem thủy triều toàn bộ thu nhập bẫy. Khanh khanh khanh. Người xem nín hơi ngưng thần, thình lình nhìn thấy cách xa nhau mấy trượng giữa hai người, ý cảnh vậy mà hiển lộ ra thật hình. Thủy triều cùng mây trắng đụng vào nhau chi địa, đao quang kiếm ảnh giăng khắp nơi, binh khí thanh âm bên tai không dứt. Ích ích ích, như thế ra sức. Một người nhịn không được lên tiếng, liền có người bên ngoài lập tức mắng chửi nói, đừng nói chuyện, im miệng. Từ Tiểu Thụ quần áo vang xào xạc, tay hắn hóa thành tàn ảnh, nhìn như mây trắng du chậm, kỳ thực cao tốc bay múa. Không hết kiếm quang từ tàng khổ thân kiếm chém ra, cái này thanh cửu phẩm linh kiếm, lần thứ nhất toàn lực ứng phó, đại hiển thần uy, hưng phấn đến ông tác hưởng. Chỉ bất quá, hắn như cũ cần thỉnh thoảng tránh dịch chuyển khỏi đến, tránh đi mình không tiếp nổi cái kia chút đao quang, dù là như thế, áo quần hắn bên trên vẫn như cũ xuất hiện vết máu loang lổ. Nhận công kích, bị động giá trị, 1. Nhận công kích, bị động giá trị, 1. Tin tức cột không ngừng đổi mới lấy, Chu Thiên Tham đao ý bá đạo vô cùng, chỉ là nhẹ nhàng bị chảm rách da lông, cũng có thể mang đến cực điểm thống khổ, càng có bành trướng kim cương vĩ lực ngưng lại vết thương, để thường nhân khó mà chữa trị. Nhưng là, lúc này sinh sôi không ngừng, đáng sợ sức khôi phục liền triển lộ ra. Mỗi một lần vết thương vỡ ra, cái này bị động kỹ liền tùy theo phát động, thường nhân khó mà ma diệt đào ý, vậy mà một lát không đến, liền được chữa trị như lúc ban đầu. Từ Tiểu Thụ trong lòng trong bụng nở hoa, thầm nghĩ không hổ là cơ sở bị động kỹ, lúc này huyết năng lực, đơn giản kéo căng. Chu Thiên Tham lại khác biệt, gia hỏa này đơn giản liền là đứng lột đại biểu, bước chân đều không chuyển một tấc. Vẻn vẹn mấy đao chém ra liền có thể đem Từ Tiểu Thụ làm cho từng bước lui lại. Ha ha ha, Từ Tiểu Thụ, ngươi không cách nào a? Cửu triều tịch đao thế cùng một chỗ, đừng nói là ngươi, tiên thiên tới, ta Chu Thiên Tham đều có thể đem chém xuống, huống chi ngươi cái này khu hậu thiên kiếm ý. Khoan hãy nói, giữa sân đao kiếm ý cảnh cơ hồ hiện lên thiên về một bên thế cục, Từ Tiểu Thụ sắp bị đao quang ép ra lôi đài. Từ Tiểu Thụ, chống đỡ. Đứng lên đến, lột hắn, ngàn vạn không thể dạng này bị chảm xuống lôi đài a. Ô ô ô, cả người là máu, Từ Tiểu Thụ a a a, ta hảo tâm đau. Tiểu Thụ đừng chết chống, mau tới tỉ tỉ trong ngực a, ta không chịu nổi, làm sao nhiều như vậy máu. Từ Tiểu Thụ xác thực máu me khắp người, nhưng đây đều là giả tượng được không? Hắn hết sức dùng nhỏ nhất đại giới đổi lấy đao quang hạ cầu sinh cơ hội, cho nên trên thân thương cơ hồ không có có chí mạng cùng ảnh hưởng hành động. Mà tại sinh sôi không ngừng, điên cuồng vận hành dưới, hắn trạng thái cơ hồ kéo căng. Một thức thức kiếm chiêu chém ra, Từ Tiểu Thụ hóa thân đói khát bọt biển, thông qua Chu Thiên Tham nhận chiêu, không ngừng chiếu rọi não hải sở học, cái kia chưa từng xuất thế kiếm chiêu cơ hồ tại trong chốc lát dung hội quán thông. Mắt nhìn thấy liền muốn ngã ra lôi đài, hắn không chút do dự, đổi hai cái điểm kỹ năng, trực tiếp điểm tại kiếm thuật tinh thông, bên trên, kiếm thuật tinh thông hậu thiên LV2, kiếm thuật tinh thông hậu thiên LV3, trong chốc lát, trong đầu tràn vào vô biên tri thức, Từ Tiểu Thụ giống to một tiếng, tại đao quang du tẩu ở giữa, một kiếm lấy đi tất cả đào ý, mạnh nữa địa bắn ra. Bành! Hư không bạo phá, kết giới vù vù, Chu Thiên Tham bị chấn động đến từ từ lui lại, một mặt chấn kinh. Người xem cũng đầy là không hiểu, từng cái thấy không nghĩ ra, Từ Tiểu Thụ đây là, đột phá. Tựa như là, tại cường độ cao áp chế xuống, hắn vậy mà quay người một kích, cái kia cuối cùng thu kiếm, rất giống Bạch Vân kiếm pháp thức thứ hai. Vân quyển vân thư A, nhưng là lại về sau về kiếm phản kích ra sao giải, Bạch Vân kiếm pháp thức thứ ba, nhưng không phải như vậy. Cái này, ngươi hỏi ta hỏi ai? Từ Tiểu Thụ xác thực có đột phá, một kiếm kia cũng là sư tòng địch hình nhi. Bất quá hắn thức thứ hai không có tu luyện thành công qua, vừa rồi dưới tình thế cấp bách, vậy mà sức mạnh thay đổi kiếm chiêu, sinh sinh đem Bạch Vân kiếm pháp đẩy hướng một phương hướng khác. Hoặc là nói, hắn mặc dù là lấy Bạch Vân du nhập đạo, nhưng kiếm pháp cũng đã không còn là Bạch Vân kiếm pháp. Tiếu Thất Tu trong mắt ngậm lấy chấn kinh, cái này Từ Tiểu Thụ, vậy mà trong chiến đấu bằng vào kiếm ý từ đổi kiếm pháp. Đây chính là kiếm tông đều không dám tùy tiện nếm thử à, chỉ dựa vào kiếm ý, vậy mà có thể đánh thành dạng này. Phần này tư chất gần như không tồn tại. Từ Tiểu Thụ như mộc huyết mưa, vốn là toàn thân đỏ thẫm hắn lúc này áo quần rách nát, liền đầu tóc đều tràn đầy vết máu. Dù là như thế, hắn vẫn là khóe miệng khẽ nhếch, cười rút kiếm mời nói, Chu sư đệ, có thể nhanh lên nữa à, đừng nên dừng lại nha. Chu Thiên Tham bị phá cửu triều tịch, vẫn ở vào kinh sợ bên trong, nghe vậy cũng là mặt mũi dữ tợn, rút đao suy cười. Chính hợp ý ta, chương 29, Linh Dương móc sừng. Tàn phá bừa bãi toàn trường đao ý theo hắn một câu rơi xuống,
vậy mà hoàn toàn liễm nhập kim vàng bá trong đao. Chu Thiên Tham hai tay hư nắm, bá đao rung động, nổ bắn ra vạn trượng quang mang. Từ Tiểu Thụ con ngươi co rụt lại, gia hỏa này còn có hậu thủ. Hắn cầm lên Tàng Khổ, cái này vốn là kiệt ngạo bất tuân cửu phẩm linh kiếm, vậy mà ai oán một tiếng, tựa hồ thập phần ủy khuất. Từ Tiểu Thụ mặt tối sầm, hắn cũng hiểu biết vẻn vẹn dựa vào bản thân trước mắt kiếm ý trình độ, đoán chừng là không tiếp nổi chiêu này. Không chút do dự, hắn lần nữa đổi ba cái kỹ năng điểm, tiếp tục điểm tại kiếm thuật tinh thông bên trên. Kiếm thuật tinh thông, hậu thiên LV 6. Trong chớp mắt lại là một dòng lớn tri thức tràn vào, hắn nhìn xem Chu Thiên Tham hư nắm kim vàng bá đao, tựa hồ học được cái gì. Một giây sau, đầy trời ung dung kiếm ý về liễm, Từ Tiểu Thụ hư nắm Tàng Khổ, đúng là đem vô tận kiếm ý vậy thu sạch tiến trong đó. Chu Thiên Tham, người xem nhìn xem hai người hoàn toàn giống nhau thức mở đầu, tất cả đều mộng. Tình huống như thế nào, Từ Tiểu Thụ vậy hội Chu Thiên Tham đao thuật? Làm sao có thể? Chu Thiên Tham cái kia một thức, không phải tiên thiên linh kỹ tiên nhân bạt sơn thức lên tay sao? Từ Tiểu Thụ làm sao vậy hội? Gia hỏa này chẳng lẽ hiện trường học trộm? Ta thiên, đây cũng quá yêu nghiệt. Học trộm tiên thiên linh kỹ, ngươi đang đùa ta. Từ Tiểu Thụ không biết Chu Thiên Tham đao pháp là cái gì, hắn vậy bắn không ra cái kia màu vàng kim vạn trượng quang mang, nhưng một thức này, đúng là hắn vừa vặn lĩnh ngộ mới nhất một thức, Bạch Vân Du Du, 2. Tiên nhân bạt sơn thức. Hai người gần như đồng thời đem đao kiếm rút lên, Chu Thiên Tham bá đao cùng một chỗ, tập địa mà đến một đạo cao mấy trượng kim vàng đao mang, sát ý mãnh liệt, trực tiếp xé mở lôi đài hướng Từ Tiểu Thụ chém tới, tránh cũng không thể tránh. Quỷ dị là Từ Tiểu Thụ một kiếm rút lên, lại là cái giấm đều không toát ra một cái, phẳng phất tại trêu chọc lấy không khí. Người xem từng cái ngã rơi cằm, Tiếu Thất Tu cảm giác mình nhịp tim đều để lọt vẫn chậm một nhịp. Hắn nha ngươi giả thoáng lâu như vậy, nguyên lai thật chỉ là rút kiếm. Sẽ chết người. Hắn vô ý thức liền muốn xông về phía trước, lại là nhìn thấy Từ Tiểu Thụ đối cái này kim vàng đao mang, có chút run lên cái kiếm hoa, chậm rãi đem Tàng Khổ. Sau này kéo một cái. Một cỗ bành trướng hấp lực xuất hiện. Hư không hóa thành mây chi vòng xoáy, Từ Tiểu Thụ kiếm, nhẹ nhàng thoải mái địa đem cái này xé thiên kim ánh sáng đẩy đến một bên. Cái này vẫn chưa xong, hắn thân thể xoay chuyển một vòng, trực tiếp đem kim quang đưa trở về. Chu Thiên Tham trợn tròn mắt, cái này mẹ nó là cái gì yêu pháp, vậy mà đem hắn tiên thiên linh kỹ tiên nhân bạt sơn thức, gọi trở về. Lúc đầu một thức này liền đem hắn linh lực sắp rút sạch, lúc này hắn không thể không lần nữa cưỡng ép thi triển một đao, lấy va chạm chi lực hoàn toàn triệt tiêu mất tiên nhân bạt sơn thức. Đáng sợ đột kích, hai đạo kim quang giao tiếp, một tiếng ầm vang tiếng vang, hóa thành vô số vảy màu vàng kim vỡ vụn, mà tại cái này lộng lẫy rơi kim bên trong, một đạo bóng dáng cầm kiếm siêu vẹo mà tới. Chu Thiên Tham lại là không lo được những thứ này, Từ Tiểu Thụ một thức này kiếm pháp như linh dương móc sừng, không lưu vết tích. Như thế tiên nhân một kiếm, cho hắn rung động, không thua gì khi còn bé lĩnh hắn nhập đao đạo ra ra. Kiếm còn có thể như thế dùng. Đao đâu? Hắn lâm vào thật sâu suy tư, trong lúc lơ đãng, hoàn toàn quên đi mình lúc này trong chiến đấu. Từ Tiểu Thụ bất đắc dĩ, chỉ có thể cưỡng ép dừng lại kiếm chiêu, hắc kiếm điểm tại Chu Thiên Tham trên trán. Dù là như thế, còn làm không được thu phát tùy ý kiếm ý vẫn là, đem cái trán đâm ra đỏ thấm máu tươi. Chu Thiên Tham lại còn không có tỉnh. Từ Tiểu Thụ chấn kinh, đây là đang chiến đấu. Xin nhờ, mời tôn trọng đối thủ của ngươi có thể. Hắn vừa muốn thu kiếm, bỗng nhiên một đạo bành trướng linh lực từ Chu Thiên Tham thân thể nhấc lên, đem Từ Tiểu Thụ bắn ra. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua hư không, không hết linh khí cuồn cuộn mà đến, rót vào Chu Thiên Tham trong cơ thể, là lướt đạo âm bên tai, hình như có tiên nhân thấp giọng nỉ non, để cho người ta thể hồ quán đỉnh. Uống. Chu Thiên Tham mãnh liệt mở mắt, khí tức từ luyện linh 10 cảnh bước vào tiên thiên, hét lớn một tiếng, đào ý nổi lên bốn phía, lại đem kết giới hoàn toàn chém vỡ. Từ Tiểu Thụ nhào trên mặt đất mộng bức, cái này mẹ nó tình huống như thế nào, đánh lấy đã đột phá tiên thiên. Người bật hách đâu a? Không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức đứng dậy, hậu thiên 10 cảnh Chu Thiên Tham đã khủng bố như thế, cái này nếu là bước vào tiên thiên thì còn đến đâu. Không ngờ Chu Thiên Tham uống xong sau đem đao thu hồi, kính trọng mở miệng nói, đa tạ từ sư huynh hạ thủ lưu tình, là ta lỗ mãng. Chỉ dựa vào vừa rồi cái kia vừa thu lại kiếm, ta liền biết từ sư huynh tuyệt đối là chân chính phiên phiên quân tử. Tiếu Thất Tu lấy lại tinh thần, lập tức vung tay lên, tranh tài kết thúc, Từ Tiểu Thụ thắng. Hắn tự nhiên biết, vừa rồi nếu như Từ Tiểu Thụ không thu kiếm, Chu Thiên Tham đừng nói đột phá, sợ là mệnh đều phải nằm tại chỗ này. Đương nhiên, có hắn nhìn xem, cái sau hiển nhiên không có khả năng sẽ phát sinh. Nhưng mà thắng bại chính là thắng bại, sinh tử chiến bên trên, không có khả năng có địch nhân lưu cơ hội cho ngươi đột phá. Trận chiến đấu này, tại Từ Tiểu Thụ thu kiếm một khắc này, đã kết thúc.
Từ Tiểu Thụ sách ngược hắc kiếm một cười, đối Chu Thiên Tham đánh giá từ chối cho ý kiến. Chu Thiên Tham lại là mặt đỏ dần, bắt đầu thi đấu trước hắn mới đại xuất cuồng ngôn nói đối phương tâm ngoan thủ lạt, kết quả mình vậy mà tại tâm ngoan thủ lạt, Từ Tiểu Thụ trong tay nhặt về một mạng, đây không thể nghi ngờ là to lớn châm biếm. Tốt, hắn con người nhất chuyển, tư duy từ trực tràng bay thẳng đại não, đối Từ Tiểu Thụ trùng điệp gật đầu, ta quyết định, ngươi người bạn này, ta Chu Thiên Tham giao định. Từ Tiểu Thụ khoát khoát tay rời đi lôi đài, hắn cũng không muốn cùng cái này toàn cơ bắp nói thêm cái gì. Trận đấu này có thể nói là hắn cho đến trước mắt gian nan nhất một trận, Lưu Chấn trận kia cũng coi như, nhưng khác biệt là, tại Chu Thiên Tham nơi này, hắn thu hoạch rất nhiều. Đặc biệt là cuối cùng thần lai chi bút bình thường Bạch Vân Du Du 2, Từ Tiểu Thụ thậm chí cũng không kịp cho hắn đặt tên. Linh quang lóe lên mà qua, nó cứ như vậy xuất hiện, Từ Tiểu Thụ vậy như thế dùng, loại này cùng kiếm, cùng chiêu, cùng ý hợp lại là một, không phân khác biệt trạng thái, thập phần thần kỳ. Phảng phất hết thảy tự nhiên mà thành, thư sướng vô cùng. Một kiếm sứ ra, liền Từ Tiểu Thụ mình đều bị hù dọa, hắn đến nhanh đi về suy nghĩ một chút. Chu Thiên Tham đột phá tiên thiên, sụp đổ kết giới, tin tức cột trong nháy mắt nhận lấy bạo dạp tin tức, nhưng mà Từ Tiểu Thụ đã không xen vào, hắn lúc này chỉ muốn trở về lý một lý mình kiếm pháp. Thính phòng tiếng vỗ tay như sấm, có kính nể, có kinh ngạc, nhưng càng nhiều, lại là tiếc nuối. Trong toàn trường, cơ hồ tất cả mọi người đồng thời đều đang tự hỏi một cái khả năng, nếu như Chu Thiên Tham tỉnh lại sớm một chút, có lẽ tranh tài liền là một kết quả khác. Duy chỉ có một cái người ngoại lệ, đó chính là tổng tài phán đại nhân Tiếu Thất Tu. Hắn sững sờ nhìn xem Từ Tiểu Thụ rời đi bóng lưng nói không ra lời. Vừa rồi cái kia chậm một bước tranh tài kết thúc, cũng không phải là hắn đang đợi Chu Thiên Tham nhận thua, mà là thật bị Từ Tiểu Thụ một kiếm kia kinh diễm đến. Linh dương ngóc sừng, tiên nhân một kiếm. Hoàn toàn bỏ đi linh kỹ, quên kiếm pháp, thuần túy dùng kiếm y đi chiến đấu, dùng phản ứng tiếp chiêu, loại trạng thái này, không phải là kiếm thứ 8 tiên đã từng nói qua mạnh nhất kiếm tu trạng thái mạnh nhất sao? Hắn đầy dẫy chấn kinh, có lẽ giờ phút này liền Từ Tiểu Thụ mình cũng còn không có ý thức được, thuần túy dùng kiếm y đi chiến đấu đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng hắn lại là thấy được, một cái từ từ bay lên mạnh nhất kiếm tu cái bóng. Hắn phất tay đè xuống đám người sao động, lần nữa khởi động rút thăm màn sáng. Tiếp tục tranh tài. Chương 30, phương pháp hô hấp nghịch ứng dụng. Nga hồ, vòng cột ôm liễu, linh khí bức người. Từ Tiểu Thụ lần này tự nhiên không phải mù đi dạo tới, hắn dẫn theo kiếm, cẩn thận quan sát lấy bốn phía, mong đợi lần nữa nhìn thấy cái kia cỏ nón lá mắt quầng thâm lão đầu. Nếu như nhìn thấy, hắn muốn để lần trước lời thề ngay tại chỗ thực hiện. Nhưng là cực kỳ đáng tiếc, mãi cho đến trăng tròn thăng chức, hắn vẫn như cũ không thể nhìn thấy lão đầu kia. Nga hồ thanh tịnh chi địa, xác thực cực kỳ thích hợp tu luyện, đang chờ đợi thời gian bên trong, Từ Tiểu Thụ rất nhanh đem buổi chiều kiếm đạo cảm ngộ dung hội quán thông. Tại kiếm thuật tinh thông sau khi xuất hiện, hắn đối kiếm đạo cảm giác thiên phú tựa hồ bị cưỡng ép cất cao mấy cái cấp độ, mà tại cao như thế trình độ dưới, hắn kiếm đạo tư chất tựa hồ còn tại theo cái này bị động kỹ đẳng cấp lên cao, mà không ngừng để cao lấy. Tĩnh tâm sau khi xuống tới, hắn rất nhanh hiểu được rất nhiều. Tỷ như hôm đó cùng địch Hinh Nhi một trận chiến, đối phương kiếm hắn thấy sơ hở trăm chỗ, khi đó hắn còn tưởng rằng là địch Hinh Nhi kiếm đạo không tinh, lúc này tưởng tượng tựa như là hắn trình độ đã vượt ra khỏi người bình thường cấp bậc. Chỉ có đồng dạng lĩnh ngộ hậu thiên đao đạo toàn cơ bắp, ách Chu Thiên Tham, là duy nhất có thể tại những ý cảnh này trong lĩnh vực gây áp lực cho hắn. Từ Tiểu Thụ cũng không có người dẫn đường, hắn chỉ có thể thông qua mình không ngừng suy nghĩ, nghiên cứu mình kiếm ý, mà càng nghiên cứu, hắn lại càng thấy đến đơn thuần dùng kiếm ý đi chiến đấu, tựa hồ so dùng linh kỹ đi chiến đấu càng thêm tới hợp lý tự nhiên. Hắn sờ cái đầu, lâm vào thật sâu suy tư. Ân, hẳn là ảo giác, dù sao liền Bạch Vân kiếm pháp đều chỉ hội một thức. Có tư cách gì đàm luận hai người này ở giữa ai mạnh ai yếu đâu. Hắn lập tức nản chí cái này rất có triển vọng ý nghĩ, nếu như có kiếm đạo đại năng đến đây giải thích nghi hoặc, có lẽ hắn hội thuận cái phương hướng này tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, hắn không có lần này cơ duyên. Trên đan điền, tẫn chiếu hỏa chủng, như treo thiên mặt trời chói chang, đem khí hải thiêu đốt đến đỏ thẫm, vẻn vẹn một ngày, Từ Tiểu Thụ tự thân linh lực đã bị xâm nhập không thành nhân dạng. Hắn mỗi chuyển vận một lần, cái này nóng hổi linh lực liền có thể xé rách hắn kinh mạch một lần. Tiên thiên nhục thân còn như vậy, thứ này thật muốn đặt người bình thường trên thân, chỉ sợ không ra mấy giây, nhân thể liền trực tiếp tiêu vong. Mặc dù tương ứng, lực công kích của hắn tự nhiên là lớn hơn rất nhiều, nhưng là giết địch 1000, tự tổn 800. Nhất định phải đem thứ này cho hoàn toàn luyện hóa, nếu không mặc dù có, sinh sôi không ngừng, đoán chừng không ra mấy ngày, nhục thân không có việc gì, tu vi cũng phải bị phế bỏ. Hắn mắt liếc não hải, bị động giá trị 27.899. Lúc đầu buổi chiều cùng Chu Thiên Tham một trận chiến,
dùng 5.000 bị động giá trị đi thăng cấp kiếm thuật tinh thông, hắn tồn kho chỉ còn hơn 5.000. Nhưng mà bị nướng hơn 3 canh giờ về sau, hắn bị động giá trị lại tăng vọt 20.000 có thừa, đương nhiên, trong đó còn có một ít là nhiệt tình người xem tặng cho. Bị động giá trị gia tăng cố nhiên là tốt sự tình, nhưng loại này từ trong ra ngoài thiêu đốt quá mẹ nó đau, từ tiểu thụ tình nguyện đi trên lôi đài bị 100 cái người đánh hơn nửa ngày, vậy không muốn tiếp tục liều chết xuống dưới. Huống hồ, còn không biết thứ này đứng ở bên trên khí hải, đến tột cùng hội lớn bao nhiêu tai họa ngầm. Nên lão già chết tiệt a, tâm ý của hắn đã quyết định tại đêm nay triệt để luyện rơi thứ này. Từ tiểu thụ móc ra 2 viên xích kim đan, nắm ở trong tay, hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp đổi 5 cái kỹ năng điểm, ném ở phương pháp hô hấp bên trên. Phương pháp hô hấp hậu thiên LV 6. Thăng liền 5 cấp, từ tiểu thụ lại chưa từng cảm thấy có thay đổi gì. Đây có lẽ là một cái duy nhất thăng cấp kỹ năng về sau, cái dám phản ứng không có bị động kỹ. Nhưng nhìn thấy quy tắc này tin tức, hắn vẫn là vô ý thức thân thể co lại, thật muốn luận sự đáng sợ, hắn là nhất e ngại cái này phương pháp hô hấp. Lúc đầu dự định không vào tiên thiên không thăng cấp phương pháp này, nhưng lúc này không có cách nào khác, nếu là chờ một lúc luyện hóa tẫn chiếu hỏa chủng, xích kim đan dược lực bổ không kịp, vậy coi như mất thấu. Với lại thân thể của hắn theo gần nhất cuồng hút đan dược, kháng dược tính lớn thêm không ít, khoái cảm rất rõ ràng giảm xuống rất nhiều, đây cũng là hắn dám duy nhất một lần thăng cấp 5 nguyên nhân. Có cái này chút chuẩn bị về sau, từ tiểu thụ lần thứ nhất thử nghiệm điều động linh lực, đi chủ động tiếp xúc tẫn chiếu hỏa chủng. Suy linh lực chen chúc mà tới, lại tại ta ngộ tẫn chiếu hỏa chủng, thời điểm mãnh liệt cháy bỏng, chỉ còn một chút một sợi, từ tiểu thụ nắm lấy thời cơ, lợi dụng cái này một chút linh lực, đem hỏa chủng ở giữa năng lượng dẫn dắt mà ra. Một cổ trích nhiệt bôn tập, từ tiểu thụ như bị sét đánh, toàn thân chấn động, vẻn vẹn móc ra cái này một chút hỏa chủng chi lực, vậy mà trong nháy mắt đem hắn gân mạch phá hủy đến không thành nhân dạng. Sinh sôi không ngừng lần nữa đại triển thần uy, trong nháy mắt chữa trị như thường, hắn chuẩn bị sớm xích kim đan trong lúc nhất thời đúng là không dùng được. Từ tiểu thụ thất khiếu chảy máu, kịch liệt đau nhức không thôi. Lấy nhục thân bị tàn phá cùng trong nháy mắt chữa trị thống khổ làm đại giá, hắn đem dẫn dắt mà ra hỏa chủng chi lực luyện hóa, triệt để dung nhập khí hải, có thể cảm giác được mình linh lực có chất biến. Lúc đầu bình thường linh lực, quên mới tốt giống như nhiều một chút hỏa thuộc tính. Duy nhất thuộc về tiên thiên cao thủ thuộc tính chi lực, mình vậy mà tại hậu thiên thời kỳ nắm giữ một chút, nếu là toàn bộ luyện hóa, mình chẳng phải là có thể về sau thiên tu vi, đối cứng tiên thiên. Từ tiểu thụ như có điều suy nghĩ. Như thế xem ra, lão già đáng chết kia cho mình nuốt vào thứ này, bản ý còn thật là tốt, muốn là mình thật có thể luyện hóa tẫn chiếu hỏa chủng, xác thực có thể thực lực lên nhanh. Từ tiểu thụ bình tĩnh lại, hắn cảm giác như vậy luyện hóa tốc độ quá chậm. Cái này một chút một sợ luyện hóa, muốn làm hao mòn rơi cái này hỏa chủng, chỉ sợ không có nửa tháng thời gian là không được. Nửa trước thiên còn bị thứ này tra tấn chết đi sống lại, lúc này phát hiện chính mình thật có tư cách luyện hóa thứ này về sau, mặc dù thống khổ, nhưng từ tiểu thụ lại đã bắt đầu ghét bỏ luyện hóa tốc độ chậm lên. Không thể không nói, gia hỏa này xác thực lá gan thập phần đại. Cái này luyện hóa trung bình người khó mà chịu đựng thống khổ, hắn vậy mà có thể không rên một tiếng, cắn răng liều chết xuống tới. Làm như thế nào tăng tốc độ đâu? Từ tiểu thụ sờ lấy trên mặt huyết dịch, mắt thấy ngỗng béo đùa nước, nắm lấy tốt một hồi. Trước mắt hắn có thể luyện hóa tẫn chiếu hỏa chủng, phương pháp chỉ có một loại, đó chính là dùng phổ thông tâm pháp luyện hóa, thống khổ vẫn như cũ, tốc độ kỳ chậm. Nhưng mà ngày thường tu luyện, hắn dùng lại là phương pháp hô hấp, hoàn toàn đưa nó trở thành tâm pháp đến dùng. Đã như vậy, phải chăng có thể thông qua phương pháp hô hấp, đến luyện hóa? Phương pháp hô hấp, từ tiểu thụ thấp giọng nỉ non, bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Trong ngày thường cái này cơ sở bị động kỹ, xác thực chỉ là bị hắn xem như tâm pháp tới tu luyện cùng chữa thương dùng. Nhưng cái này kỹ năng cũng không có giới thiệu nói nó liền là một môn tâm pháp A, mà là một cái cơ sở nhất bị động kỹ. Nó có lẽ sẽ có cách dùng khác. Phương pháp hô hấp, hô, hút, hô, từ tiểu thụ vỗ não hải, nếu thật trông mặt mà bắt hình dong, trước hắn tu luyện cùng chữa thương, nhiều nhất cũng chỉ là dùng phương pháp hô hấp, bên trong hút, mà liên quan tới hô, lại là chưa từng vận dụng hơn phân nửa điểm. Đã có thể thông qua người đan dược, hút chi lực đem năng lượng hút vào khí hải, có thể hay không thông qua, hô chi lực đem tẫn chiếu hỏa chủng bên trong năng lượng hàng ra ngoài thân thể. Từ tiểu thụ bị ý nghĩ của mình giật nảy mình, lại là cảm thấy khả thi rất cao. Tâm động không bằng hành động. Hắn lập tức điều tức, mãnh liệt hút không khí một ngụm, tiếp theo đem lực chú ý hoàn toàn điều đến tẫn chiếu hỏa chủng. Phía trên, tưởng tượng thấy phổ thông hô hấp, lại bí mật mang theo bài xuất tẫn chiếu hỏa chủng ý niệm, nhẹ nhàng hà hơi. Suy suy suy. Một cỗ bành trướng cháy bỏng năng lượng từ tẫn chiếu hỏa chủng bên trong bị rút ra, thuận khí quản trực tiếp hướng khoang miệng bài xuất, những nơi đi qua như dòng nham thạch trôi, cơ thể cháy rung. Từ tiểu thụ mãnh liệt bị sặc ra máu,
nóng rực năng lượng trong nháy mắt từ miệng mũi phun ra. Trong chớp nhoáng này hắn chỉ cảm giác cổ họng mình chỗ bị tan chảy một nửa, kém chút tại chỗ tử vong. Hết lần này tới lần khác sinh sôi không ngừng, tồn tại, vì hắn trống rỗng kéo lại thở ra một hơi, hắn vội vàng nhặt lên trong tay xích kim đan, mãnh liệt hít một hơi, hút xong đan dược một giây sau, từ tiểu thụ luống cuống. Hắn trơ mắt nhìn xem giữa ngón tay xích kim đan lập tức hóa thành khí thể tan rã, mà vừa rồi bị bài xuất một đại đoàn tinh thuần cháy bỏng năng lượng, theo hắn cái này khẽ hấp, lần nữa chui vào miệng mũi ở giữa. Thanh huy ánh trăng dưới, Nga Hồ mặt đối lập, một cái ngồi ngay ngắn cây liễu đầu cành cỏ nón lá lão đầu thân thể run, lên bần bật, kém chút từ đầu cành té xuống. Tiểu tử này không muốn sống nữa.